Xin chào quý vị khán giả các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào bạn Sang Nguyễn. Hey, chào anh em. Chúng ta đến với trận siêu kinh điển ngày hôm nay. Kỳ Vương Nguyễn Thành Bảo đối đầu với Vũ Khánh Hoàng. Sai rồi. Ok, cảm ơn anh em ạ. Xin chào anh Xanh nhá. Chào mọi người. Như vậy là Hoàng đã mất một nắp, còn nhưng lại ra là con pháo rồi. Mất một nắp ra được pháo ngựa, sĩ. Và trận đấu ngày hôm nay sẽ là thể thức 10 phút cộng 5 giây. Chạm 7. Và người thắng sẽ nhận 5.000k, còn thua thì được 2.000k. Vâng, xin chào bạn Bằng Lê. Vâng, và trân trọng cảm ơn Mr. Người yêu cờ úp đã tài trợ giải đấu rất hấp dẫn này. Cái quỹ giải thưởng hấp dẫn này. Vâng, ăn nắp. Chào Bằng Lê nhá. Và liệu Củ Hành có mang pháo giả đi vật hay không? Ta hãy chờ xem. Hay sẽ mở cây và phế ngựa thôi. Anh Huy gọi đi, để anh nói nhớ nhanh. Vâng, như vậy là ra thêm một con tốt nữa để cho anh Bảo. Anh Bảo đang muốn làm dây trung lộ, bên kia Hoàng đang có pháo đầu rồi. Và sự nhắc nhở cần thiết cho Hoàng Củ Hành. Phải để cây đúng ở vị trí mà khán giả có thể quan sát được. Rất nhanh, tốt, vào pháo giả bình vào 5 là tốt. Và xe đã chạy sang lộ 8 rồi. Như vậy là chắc chắn con ngựa của Hoàng sẽ chết. Chết chưa? Chắc chắn chết. Và chết thì chết không vội ăn. Và chưa cần chôn mà lên xe, đấy, nãy như đi như em vật phát là gấp rồi đúng không? Và tính cái mình chỉ cần là nào nó nóng thôi. Không cần nhiều. Tính mình chỉ cần nóng thôi đúng không? À. Như vậy là hai xe dành cho Kỳ Vương và Thành Bảo. Đấy, đúng mang con tốt đi vật, phải một vốn bốn lời không anh? Và với việc ra hai xe thì chắc trong ván này chúng ta hãy xem là Hoàng có đỡ được không? Khó đấy. Đang là tình trạng là thở oxy. Vâng, chạy xe ra mặt ngay. Và với khả năng công sát của anh Bảo thì tôi tin là trong ván cờ này thì Hoàng sẽ không có nhiều cơ hội đâu. Cảm ơn Phạm Chí nhá. Anh Bảo không có xe cơ anh em ạ. Có xe nguy hiểm lắm. Chả bởi anh em ơi, có cái chữ chạy nó ghi rõ. Và như vậy là bỏ pháo đầu ra để giữ sĩ. Cũng khó chịu đấy. Nước cờ khó chịu đấy. vừa là mở được sĩ tâm ra. Và nó tượng có răng đấy nhá. Có tượng là có răng đến một thôi. Còn vừa tôi vừa nói tượng có răng rồi mà vẫn còn tốt 5 tấn 1. Ông đúng là anh của ông Hành. Thời buổi khó khăn như này mà xe cộ không khóa thì chắc chắn là sẽ rất dễ bị xích rồi. Ông Bảo lại đánh yên giống thầy Cường. Thầy Cường hôm nọ bị một quả như này. Như vậy là gót hồng về con xe không khóa. Không có khóa đi cả. Khóa cổ khóa càng còn bị nhảy nữa là không khóa. Vâng, chào Vũ Hoàng. Lấy chai nước đây. Một pha xử lý rất hài hước. Một pha xử lý đi thẳng vào lòng đất đến từ Kỳ Vương với Thành Bảo. Em cũng không nhìn ra rồi. Em thì đương nhiên là không nhìn ra rồi. Nhiều người không nhìn ra đâu. Quá dã man. Và như vậy là ít nhất là anh Bảo cũng chỉ còn một xe thôi. Và Hoàng sẽ cố gắng là ra được con xe còn lại. Bây giờ sẽ chạy pháo sang Kê Mã thì sẽ phải bỏ sĩ. Còn nếu không thì sẽ nhiều khả năng sẽ mất nắp. Vỡ một thứ. Vâng, như vậy là chạy rồi. Vâng. Úi dồi ôi, quá đen, quá đen, quá đen. Vẫn là đen cho Hoàng. Như vậy là ra đủ 5 con tốt. Dùng sĩ bác sĩ này. Ăn xuống ngược chiếu về vỗ là ngon luôn. Không, ăn sĩ trên anh ạ, đuổi. Ăn sĩ trên đuổi. Đúng, đúng, đúng. Chứ còn chiếu họ lại giữ được pháo, giữ được sĩ. Vẫn là ngon dành cho Kỳ Vương anh em ạ. Vẫn ngon. Chúng ta hãy xem là hai nắp của hai nắp mà anh Bảo ăn được. Nếu như là xe thì vẫn là ngon cho hình cờ này. Ở khi ăn một xe cấm một xe rồi. Nhưng nếu không phải là xe. Em chào Mr. Hồ Tình ạ, em chào anh. Vâng, em chào anh Hồ Tình ạ. Nhưng nếu mà hai nắp kia lại không dính con xe nào thì trận đấu này sẽ hấp dẫn hơn nữa. Cờ này anh Bảo phải cần nổi xe lên. Xong rồi mở ra cái phá quân phục. Cấm không cho liệt sĩ. Nước cờ lao ngựa để cấm không cho liệt sĩ. Như vậy cấm này có tác dụng là ý là dù còn có xe nào thì cũng đừng nên ra. Cờ này thì anh thôi rồi. Vâng, xin chào Trương Văn Bôn. Vâng, và quay xe thành công. Cùng xe ra rồi, bây giờ quỳ ngựa lên là pháo. Là pháo. Vâng, em cảm ơn Mr. Hồ Tình. Có tượng này dã man này. Có tượng này là con tượng chiến, con tượng biết đánh người. Anh em like đấy anh em ơi. Đấm tốt 5 lên. Và nhiều khả năng anh Bảo sẽ ăn cái nắp 3 để kiểm tra xem có phải là hàng hay không. Không, anh nghĩ chỉ có một xe này. Cờ này phải ném tượng lên. Cờ này chạy đâu đâu. Ném tượng ăn súng biên rồi ăn súng kia. Vâng, đánh loạn lên, đi được con nào đâu. Vâng, anh thấy chưa? Ăn xuống đây rồi. Cần chết, cây chết không cần ăn anh. Bây giờ sĩ bay một phát nữa là nguy hiểm. Cái này để mà giữ được con ngựa lao chiếu rồi các thứ linh tinh. Vâng, chúng ta xem nó nổi xe lên giữa sĩ không? Cứ lao tới này. Củ Hành chắc ván đầu tiên dễ toi rồi, dễ toi rồi. Vẫn còn đi nước cờ này. Và chiếu đã. Lên là pháo của Củ Hành biết thái độ luôn. Và lên tượng. Cảm ơn Bù Sơn Hà, mình đánh cờ thấp ấy mà. Nhưng mà mình thích bình luận cờ úp. Nó tếu các bạn ạ. Mình với anh Gồm rất thích bình luận cứu. Chúng ta xem quyết định từ Khánh Hòa. Khó quá. Và hình cờ này thì khó rồi. Vâng. Đang bác sĩ đánh. Bắt pháo và bác sĩ ạ. Vâng, bắt 8 luôn. Đừng giật xe về những đôi là được. Vâng, nếu vỡ con sĩ này thì cũng không cần ăn sĩ. Tìm pháo đấy. Không vội vàng ăn sĩ, con sĩ này không có đường chạy. Anh em like động viên anh em ơi. À, có tượng là dư sĩ anh ạ. À, có tượng đấy tí. Ôi ôi, tí thì chê một con tượng còn chém chết ai xe nhỉ? Mày thế. À, phải săn con tượng này thôi hiểu không? Con này là gây tội ác hơi nhiều rồi. Con tượng này quá bướng luôn các bạn ạ. À. Đúng rồi, con sĩ tầm trúng đầu. Chuẩn. Phóng xe lên trước khi bị tốt đậy vào. Quá chính xác. Anh Bảo chỉ cần phóng lên 3 cũng được. Phóng lên 4 để cơ động xe hơn. Phóng lên 3 thì cao, phóng lên 4 thì sĩ người ta lại hất lên, người ta giữ lằng nhằng. Người ta bắt bờ linh tinh. Còn này đi xe 6/3. Wow, như vậy là trực thăng lên thẳng. Máy bay lên thẳng, thêm một con ngựa nữa. Nếu mà đá tốt vào là anh Bảo phẩm luôn. Một sĩ lấy sĩ tốt với tượng. À, chào bạn Lê Thanh Hiếu nhé. Như vậy là Bảo... À, như vậy là Hoàng đang tìm cách giãy giụa ở trong cái hình cờ này. Cứ bảo hẹn đến quán bia của Hiếu mà chưa đến được. Mày lên quán bia anh Hiếu chưa? À, em lên rồi, anh Hiếu bia đây. À, anh Hiếu bia. Có quán bia có lẩu cá ngon cực anh ạ. Thế à? Và... thế thì hôm nào phải lên thẩm thôi. Vâng, em mới lên hôm nọ anh ạ, chắc hôm đấy anh chưa kịp xem. Hôm làm 5 tiếng đồng hồ liền. Vâng, như vậy không phải xe mà con ngựa. Con này giết được rồi. Không giết à? Chết đáy bây giờ. Hay là ông Bảo quay pháo? Em không rõ ý đồ. Ông quay pháo đấy. Quay pháo trước một nhịp này xe ăn lên. Xe làm sao ăn lên được mồm tượng là thằng này? Ngụ à? Xe phải đi ngang rồi. Bây giờ mình ăn ngựa. Thế mà anh Bảo tính ra được. À đúng rồi, có 2 pháo mà. 2 pháo thì còn con. Một nắp, còn một con. Vậy là nhanh hơn một nhịp. À, xin chào Phạm Công Trái. Ôi tôi bận anh em, mình kiểu gì sẽ gặp nhau sớm. Và Lê Thanh Hiếu ạ. Và bây giờ sẽ kiểm tra con cuối cùng lần này là con gì. Anh em mình chắc chắn sẽ gặp nhau sớm. Vâng, tất cả trong sự tính toán của anh Bảo rồi. Xe Bình Nam lập tức bay tượng lên giữ tốt. Hơn 2 phút dành cho Khánh Hoàng. Vũ Khánh Hoàng và anh ta còn gì để chơi đây? Anh ta sắp còn cái cùi tay anh em. Như vậy là phế pháo để... Anh Khánh Hoàng của chúng ta sắp đánh và người bằng cùi tay. Phế pháo như này là không hết đường công rồi, hết đường chơi. Công. Tôi nghĩ sẽ bung cờ thôi. Nói chung là 1-0 anh Bảo. Xin chào mấy anh, mấy trăm anh em ở trên Facebook nhá. Cái giọng của tôi nó vẫn chưa chuẩn đâu, anh phải nói nhiều lên. Vá tôi. Từ hồi Covid đến giờ là mỗi lần bị cái bệnh gì liên quan đến họng là chậm. Wow, xe rồi. Chứ bỏ ăn 2 năm đầu là chưa ra xe. Chưa trúng con nào. Wow. Thế là lúc đấy anh Bảo bỏ nguyên một con xe này. Chị làm công đêm đông quét ra. Vâng, 1-0 dành cho Kỳ Vương. Vâng, game mới rồi. Một công dành cho Bảo. Vâng, ngày phát này ra xe và lại là nộp xe. Bắt ngay à? Vâng, xích ngay lập tức. Cô Mai xích. Cô Mai xích đến từ Bảo. Chào mừng chị Hiếu nhá. Vâng, lại còn thuận pháo nữa. Đang nặn ra cái gì đây? Tốt này. Năng là Hoàng sẽ nhảy con ngựa xuống 5. Như vậy phá trước con pháo giả này. Vâng, này Hiếu tặng 500 like cho 500k. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Hiếu ạ. Vâng, đây là xe thật rồi. Nãy là mã xuống trước thì có phải là sẽ phải lên ngựa giả không? Chung cảm giác nên anh Bảo ra cây ở Thuận. Xin chào bạn Đức Hiền. Tương đối thuận anh em ạ. Ăn được xe và ra được xe sớm. Còn loại bỏ được một pháo đỏ nữa. Vâng, rõ ràng là Hoàng cần ra thêm cây ở trong hình cờ này. Và thêm một con sĩ. Chào Lê Hoài Nam, chào anh em. Vâng, xe của Hoàng đây rồi. Đã có xe thành được Củ Hành. Có xe. Bây giờ anh Bảo phải hết pháo rồi. Có lẽ anh Bảo sẽ phải tìm ra một con xe mới, người con sĩ về để kích con mã ra khỏi vị trí khác. Đang tìm xe. Với đi này thì có sợ là Hành đi binh 2.1 không nhỉ? Không, cấm không nhỉ? Xe 7-6 đang dọa nhảy chiếu. À, xe 7-6 chứ. Bây giờ thoái về nếu ăn sĩ thì sẽ là ăn ngựa luôn. Đổi kênh này. À, sự tính toán trước dành cho anh Bảo rồi. Vâng, và mã đã phải về. Dụ vòng sĩ về để có thể sọc vào 8/3 là phá. Liệu có phải là như vậy không? Các bạn cờ đẹp cái này sao hả bạn Đào Nghĩa? Ngon đến gì nữa? Xe 5 tấn 1. Xe 5 tấn 1 để lấy mã trực tiếp giữ sĩ. Lao mã lên này. Và mở sĩ này, mở tượng này. Mở tượng nữa. khả năng Hoàng sẽ mở sĩ rồi. Và nếu đó là một con pháo thì sẽ rất mạnh. Và thêm một con sĩ nữa. Như vậy là hai bên đều có rất nhiều sĩ. Tôn Nhân. Xin chào Kokoro. Trận này trận sâu em ạ. Không, đỏ vắn ở cái hình này thì đỏ chưa ưu đâu ạ. Bởi vì là anh Bảo còn nguyên 2 xe, anh Hoàng chết 1 xe rồi. Nghĩ vấn đề là ai sẽ ra cây nhanh hơn ở những cái đường mở nắp tiếp theo. Anh em like cho mình 300 like đấy anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Bá Thành. Bạn Nguyễn Bá Thanh. Và quyết định lao lên, và đây mới là pháo của Hoàng. Con pháo này đang chuẩn bị rút về 5 nước rồi, đóng vào đầu. Không có con nào ngăn được con này. Cờ của anh Bảo đang là nguy hiểm rồi, có lẽ. Cờ này anh Bảo nguy hiểm này. Có lẽ là phải lùi xe về. Xong rồi chạy đi. Và tìm đường té thật nhanh càng tốt. Gọi là đòn bỏ chạy trước khi chồng nó về. Chào Tuna Nguyễn nhá. Trước khi chồng đang vác khẩu súng về. Và con pháo này kiểu gì cũng về rồi. Hoàng đang tính là về đâu cho hợp lý. Và như vậy là về hẳn. Rất về kiểu. Rất về kiểu luôn. Chuẩn bị là ngắm sang đường biên chẳng hạn. Cần thiết cũng có thể vào lộ 6 để bắn phá đuôi sĩ. Nói chung là anh Bảo phải mở được xe. Mở được xe còn là khó ăn đấy nhé. Mở được xe mở được còn xe. Khó đấy. Nhưng mà tất nhiên còn nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Không là không mở được. Em nhìn cái bộ rác này nó lành kinh lắm. Mở được còn khó đấy. Đừng nói là không mở được. Có lẽ anh Bảo sẽ phải mở thêm rồi, bay tượng lên biên được không? Đang muốn đánh bằng cây trên mặt. À, định đá vào chân trụ. À, chờ đá vào đá. Bây giờ bắn có tốt được không? Dùng mã đá tốt. Mã nó chém lên. Sĩ ăn sĩ à? Sĩ chém thì ăn sang bên này. Úi dồi, nó chặt từ đây nguy hiểm lắm. Cảm ơn Kokoro nhá, hay quá Kokoro ạ. Quá đẹp. Cảm ơn bạn Kokoro. Vâng, ở hình cờ này thì con xe của anh Bảo cũng đang nằm của mồm một nửa ấy, té về luôn. Sớm mắt chạm 7 em ơi. Chạm 7 anh em ạ. Chào Tiến Dũng. À, chào Eric Lưu. Và xin chào Eric Lưu. À, lại bay đến chỗ cũ rồi. Chào Linh nhá. con sĩ này cũng tương đối quan trọng khi nó đang giữ hai đang dịch đánh hòa này. Vâng, chào đào duy nhất ạ. Không không, cũng đúng đâu, đó thì yếu ạ. Nhiều người đánh cờ ngửa cao lắm, đánh cờ ngửa úp thấp lắm. Và người chơi cờ úp cao chưa chắc cờ ngửa cao. Mùng 1 tháng 4 tham gia được rồi anh em ạ. Tham gia lấy sách cài nick cái thứ. Mùng 1 tháng 4 bắt đầu học. Đây, xem đánh bảo có mở tiếp cây không. Bây giờ cây chiến chỉ còn lại xe ngựa thôi. Một nắp, hai nắp bị cấm. Trận này giằng co ở chỗ này là anh Khánh Hoàng là không muốn nữa. Vâng. Anh ấy muốn một đều nữa. Và như vậy là lùi ngựa về. Lùi ngựa về rồi. Và mở thẳng lên. Và thêm một ngựa nữa dành cho anh Bảo. Chào lạ tướng. Chào khám phá. Định đưa tốt qua sông. Đây là trận sâu mách Phan Đình Bảo. Người thắng được 5 triệu, người thua 2 triệu, kênh 1 triệu. Trân trọng cảm ơn Mr. Người yêu cờ úp đã tài trợ cho trận đấu này. Anh em like là 300 like đấy anh em. Một con ngựa của anh Bảo đã bốc lên rồi. Và ngay lập tức là chém. Và kiểm tra xem là cây gì. Anh em có nhìn thấy Hoàng lật ra cây gì không ạ? Nhanh quá. Cũng không hẳn nó buôn quách ạ. Có nhiều người ta cờ ngửa không cao, người cờ úp người ta rất hay. Còn nếu mà muốn lên từ đại tranh thủ thì phải cao rồi. Phải cao rồi. Với tính cách chắc anh Bảo bốc ngựa lên rồi. Như vậy là rất nhiều anh em đã nhìn thấy là xe. Nếu là xe thì bây giờ anh Bảo chỉ còn ở trên mặt mà thôi. Nếu cái nắp xanh kia là xe thì anh Bảo chỉ còn trên mặt. Và ba cái nắp còn lại. Xin chào người Hải Phòng, chào anh em ạ. Vâng, em xin chào anh Hải Phòng. Vâng, xuất tướng. Vâng, hay quá anh em ơi. Hôm nay làm quà quá, thích quá. Vâng, anh Bảo đang gạ đổi xe. Ta hãy xem thái độ của Hoàng như nào. Ở đây Hoàng đã biết được là mình đã ăn được nắp gì. Do vậy là rõ ràng Hoàng có sự chủ động hơn. Vâng, em cảm ơn Mr. Gia Duy. Hay quá anh ạ. Vâng, em cảm ơn anh Hải Phòng và anh Gia Duy ạ. Đã tặng những kèo like dành cho quá ngọt ngào bình luận. Vâng, vật rồi. Một pháo đổi đối sĩ. Và Hoàng thấy là có lời. Xin chào Kỳ Nguyễn. Ok Lê Anh Dũng. Vâng, anh Bảo đang muốn hy sinh cái con ngựa này để mở được cái nắp biên. Nhưng mà tôi sợ là Hoàng sẽ trực thăng lên thẳng nếu như Hoàng biết là ăn xe rồi nhá. Cũng có thể Hoàng đợi cái nhịp mà anh Bảo lật con tốt biên lên Hoàng mới ăn anh ạ. Bây giờ sẽ cố gắng đâm mũi tốt sau và trực thăng lên thẳng rồi. À, tất nhiên không phải là xe. Hành sẽ bảo là xe đâu ra mà lắm thế. À. Vâng, rõ ràng. Ok người Hải Phòng ạ. Bây giờ anh Bảo sẽ quay những cây còn lại. Nếu không phải là xe sẽ auto buông cờ. Bây giờ cái gì sẽ ngăn cản cái tốt của Hoàng, cứ đấm xuống này. Và đương nhiên là không phải xe. Liệu Hoàng có phế tốt biên không? Mở tốt biên cho nó tìm cách lên ngựa. Dòng xanh là rất quý anh Gia Duy đấy nhỉ. Biết cả anh Gia Duy thương anh Bảo bao năm nay. Tôi và anh Gia Duy vào Sài Gòn, anh Gia Duy dẫn tôi đi một quần mua áo anh Bảo, chiều anh Bảo, quý anh Bảo. Vâng, như vậy là Hoàng sẽ bỗng nhảy ngựa lên. Hoàng sẽ nhảy sĩ lên sĩ để nhảy ngựa lên rồi. Anh em like đi anh em ơi. Em đã nhận được quà, hay quá Mr. Hồ Tình. Vâng, em cảm ơn anh Tình ạ. Và phế luôn tốt này. Bọn em rất thích cái âm thanh tinh tinh này. Cực kỳ táo bạo. Âm thanh đó có phải là mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi không? Đúng anh? Rồi. Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Đấy, anh thích. Anh thích em ở những câu câu như vừa rồi. Anh vô cùng thích em. Và xin chào anh Phan Quyền và chủ đài của Kỳ Đài Cờ Úp Thăng Long Kỳ Đạo. Mai lại gặp nhau đấy, chủ đài mới. Mai lại gặp nhau đấy. Vâng, đấm tốt như này là có cảm giác như Hoàng đang cho anh Bảo một cái tia hy vọng là xe của anh đang ở cái nắp xe giảm đấy. Nếu là ăn tốt lên là sẽ mất cái nắp đấy anh ạ. Nhưng chỉ Hoàng mới biết được là cái nắp xanh kia là con gì rồi. Hoàng đang gieo cho anh Bảo một cái tia hy vọng. Hãy quay đi anh. Quay đi rồi chết. Vâng. Hãy quay đi, đấy là con xe đấy. Cảm ơn ngài Hải Phòng đã nghe thấy âm thanh tinh tinh ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Hải Phòng ạ. 1.500 anh em đang xem rồi. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có khoảng 3.000 khán giả xem. Hy vọng là như vậy. Vâng, rất đăm chiêu rồi anh Bảo và rất muốn quay. Kiểu quay đi rồi chết. Vâng, ngài Kokoro, anh Trung ơi, ánh mắt kính phải diễn viên hài không? Thằng này ngồi đó cười cả ngày anh ạ. Nhưng mà anh bảo nên biết rằng nhá, lúc ấy là phóng thẳng lên kia là ăn con ngựa đấy thì chắc chắn là đấy không phải là xe rồi. Anh Bảo đã nhìn ra được rồi. Sau một thời gian suy nghĩ, anh Bảo chợt nhớ lại là mình không còn xe đâu. Và vẫn ăn này. Ok Long Đỗ. Ok đấy. Thank you bạn. Và có khi trận đấu lại trở nên lăng nhăng khi mà Hoàng đã bỏ sĩ. Chỗ này phải lên tướng rồi. Cờ này tôi chưa hiểu là nếu mà anh cầm đen ấy, vâng, anh định đánh tôi bằng cái gì mà anh mất ngựa đây anh. Cứ nhớ vào cái phích. Mất ngựa nhưng mà đúng là cũng không còn cái gì thật anh ạ. Tôi chưa hiểu anh định dùng cái gì anh đánh. Xin chào Đào Hồng Sang. Và wow, như vậy là ăn luôn rồi. Như vậy là một nhịp chiếu lấy giờ thôi. Anh em like 500 like nào. Không, cái nhịp chiều đấy cũng có thể là cái động tác lấy mặt của Hoàng. Rất hay. Nhịp chiều đấy khi xe ăn về tượng có thể vỗ và không chế được cái mặt bên này. Nói chung là cờ xanh nguy hiểm rồi. Đánh bằng niềm tin hy vọng, bây giờ đâm chiều cho nổi lên. Rồi giật xe về cạnh sĩ. À về hàng tốt. Bây giờ có sĩ tốt qua sông rồi anh. Anh cũng thích đâm chiếu lên đúng giật xe về. Em phải đỡ cục chị. Đâm chiếu và giật xe về. Giật xe về hàng gì anh? Về hàng pháo. Ừ, không phải trên chứ. Đấy, để có thể ném sĩ về đấy được. Và hàng này là có sự bảo kê của mặt tướng mà yên tâm. Ô giật về đấy lại đi gây xe anh ơi. Này mà về đây này. Không hiểu sao Hoàng lại nghe theo em anh ạ. Đi nghe thằng anh ôm. Về để mà chiếu thì lao được xích sang chứ. Hoặc là lao xe vào đầu ấy. Cờ thấp không đấy nghe. Đấy mà thua được nhỉ. Cờ Củ Hành là thấp tôi không nghe tôi. Anh em cứ bảo Củ Hành nó đen. Nó thấp chứ nó đen gì. Và đấy quá nhiều cơ hội luôn mà anh. Và Hoàng đang cảm thấy nóng hết cả mặt khi đã để một cái ván cờ có gọi là thua rất hớ hênh được. Vâng, cảm ơn này Kokoro. Buồn cười quá. Và ván này Hoàng là ăn được xe rồi. Nhưng phải đỡ con pháo trung lộ của anh. Nó có cái chữ chạy ở dưới ấy kìa. Xem đi toàn phát, xem kênh bao lần rồi. Chẳng lấy gì cả. Vâng, em cảm ơn này Kokoro đã tặng 500k. Hay quá. Vâng, em cảm ơn anh Kokoro. Vâng, một món quà từ trên trời rơi xuống để cho anh Bảo. Dạ khi đi theo đúng lời chỉ đạo của Hải Ốc. Ốc luôn này. Ốc tê gang này. Ốc tê gang này. Chắc là phải về sĩ giữ ngựa rồi. Chỗ đấy khả năng Hoàng cũng cận giờ. À ừ nhỉ, nếu mà anh đi thế thì còn chết luôn. Chết anh đều có một voi. Thế bảo cờ úp vừa dễ vừa khó anh ạ. Nhầm. Sorry anh em. Em chào Mr. Hồ Tình, em chê Củ Hành suốt ngày. Em và nó kỵ nhau anh ạ. Thằng này bị em chê từ mười mấy năm trước đến giờ. Củ Hành mà nó không giận em bao giờ. Hoặc nó giận nó giấu đi. Nhưng mà em đánh giá là Củ Hành cũng là một người cũng rất khéo léo ấy ạ. Rất khéo léo. Thế mới có những cái kèo như ngày hôm nay. Đúng 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 wow. Đúng đúng. Vâng, như vậy là Củ Hành kệ. Vâng, em chào anh Nam ạ. Úi ơi, khách vật quý. Rồi, vật rồi. Đại ca đến kênh. Lâu lắm đại ca trả thăng em gì cả. Luật nào đi sai quân cũng bị xử thua hết. Vâng, 1.000 like tặng anh Trung và diễn viên hài mờ. Hay quá. Vâng, cảm ơn bạn Kokoro và xin phép là nhờ anh em mạnh tay bấm like ạ, để chúng ta có thể được 1.000 like. Anh Trung lại có thể nghe được tiếng kêu vừa thân thương vừa quen thuộc. Êm dịu. Và êm dịu. Không thân thuộc lắm đâu. Và... lâu lắm cũng không được nghe đâu. Vâng, cảm ơn Mr. Thanh Bình. Vâng, la rồi. Và mở cây bất chấp. Phế ngựa. Trận này 50 20 10. Tức là thắng 5 triệu, thua 2 triệu, kênh 1 triệu. Đùa chứ ngày nào có kèo này ngon. Anh Trung chê Hành thấp coi chừng bị Củ Hành rủ đánh độ. Anh lại đố em. Đố em rủ được Hành đánh độ với anh. Anh lại đố em luôn. Hồi xưa ôm nhau ở Thăng Long Kỳ Đạo quán cũ ấy, 2 ngày không được đồng nào. Hòa ly, đánh cờ ngửa ấy. Đánh cờ ngửa, ly thân ly dị rồi. Ly thân ly dị từ ngày rồi. Còn một lần nữa là không chịu trả tiền quán, bị tao cầm dao thôi. Tao gọt ổi ở ngoài cửa đấy. Anh Nam anh biết đấy. Không bao giờ dám cầm cây đánh độ với tôi cho nó nhanh. Wow, như vậy là quay nhưng mà chỉ ra được tốt thôi. Đấy, cờ này đang rất khó cho anh Bảo rồi. Xe cộ không thấy hình dáng ở đâu cả. Mất một xe trên mặt rồi. Và khả năng Hưng Hành bóp nốt con ngựa lên. Và lại là lên tướng. Bởi ván này cổ thằng Hành cho Hành nó gỡ lại 21 cho cân. Chứ để Kỳ Vương cắn 3-0 khó gỡ lắm. Khó lắm. Anh em like cho mình nhìn like anh em ơi. Vâng, thêm con tượng. Con tượng này chí mạng đây này. Không, mình nó nhiều chuyện mình nổ. Nhưng mà cái chuyện mà 2 ngày 2 đêm bạn 2 ngày liền bạn Củ Hành không ăn mình đồng nào là đúng. Đúng, thực ra là như vậy. Không ăn đồng nào. Em có nóng anh bật điều hòa. Hôm nay có tiền điện rồi. Và... bật điều hòa cho em mát nhé. Cũng đang toát hết cả mồ hôi. Hôm nay có tiền trả tiền điện rồi anh em. Hay quá. Xin chào Quang Hà Nam, chào anh em. Chào anh Quang Hà Nam. Anh em like đi cho mình lên 2.000 người xem nào. Vậy là giật chiếu kiểm tra cái nắp. Vâng, như anh Bảo quyết định là lên tướng chứ không cho kiểm tra nắp. Bây giờ xe bình sang độ 3. Đỗ Kim Trung 77 là nghi là ông bạn hiền của tôi, ông Trung Trắng. À, Trung Trắng. Bởi vì chỉ Trung Trắng mới có cái tên đẹp như thế. Đỗ lại còn Kim lại còn Trung. Chào Quang Chiến nhé. Hồi xưa đánh cơm ngửa là bằng phân, toàn phát ạ. Còn bây giờ thì cứ chấp thôi, giỏi cứ chấp thôi. Bây giờ giỏi rồi đúng không? Kiện từ quốc gia rồi đúng không? Danh thủ rồi đúng không? Chấp đúng kèo vào bàn. Thế là đánh. Cứ vào kia đúng kèo. Thế là đánh. Không bao giờ nói phép. Nhưng mà thực ra với trình độ của Hoàng, bây giờ Hoàng còn có nhiều kèo còn thơm ngon, nhiều thịt hơn mình nhiều anh em gì nữa. Và... dây ở mình để mình ốm à. Wow, xe đã chuyển sang lộ 8 rồi. Úi giời ơi, cảm ơn cá cà rốt. Cái gì đây? Chúng ăn bao nhiêu? Lên 6 lần anh ạ. Thôi. Anh ý, thì anh có câu các cụ hay dạy là ăn chắc mặc lấy bền. Nó tùy cho để chọn. Tức là bây giờ là mỗi 100 đấy làm sao anh? Tặng 100. Mày có thể dùng để lấy luôn, hoặc là đoán tỷ số. Nếu đoán đúng thì 600, còn đoán trượt là nhị. Em đoán trận này sẽ là 7-5 như thế anh bảo. Trượt là nhị đấy nhá. Trượt là nhị 100 này đúng không? Được, được, em được anh. Nó đoán 7-5, Kakarot ạ. 7-5 như thế anh bảo ạ. Anh thì anh xin phép lấy luôn. Người thật việc thật đúng không anh? Tôi lấy luôn. Mai cầm 100 mà ăn lô đánh còn dễ hơn nhiều. Ăn lô à? Tán lô còn dễ hơn nhiều giá tỷ số. Nhưng mà đây nhân 6 lần mà anh lô được có 3. Lô thì mày quên mất là 2 nháy với cả 3 nháy rồi. À vâng vâng. Vậy là Hoàng đang muốn ăn nốt cái nắp kia đã để xem là nắp gì. Anh Bảo cũng chưa thể nào ra được con xe nào cả. Anh là anh thì ngay nhá. Ok. Chào cô Donald. Rất khó khăn cho anh Bảo. Cái bọn Facebook này thỉnh thoảng nó phạt vạ mình. Alo. Đúng rồi. Việt Hùng ơi, rõ ràng là bạn nhắn giúp mình qua Zalo nhé, xong rồi mình báo lại. À, lại còn ăn được cả kèo. Ông là được Kakarot yêu quý rồi. 7-5 nghiêng về bên nào mày cũng 600.000. Sướng chưa? Dạ. Tức là tỷ số 7-5 bên nào cũng có 600.000. Vâng, thế thì quá ngon rồi anh ơi. Gấp chắc luôn. Và 7-5 nó là cái... quá ngon luôn. Tôi thì cứ lăng nhặt chặt bị anh em, chắc gà. Ở cờ này thì tôi chưa đến cửa gì cho anh Bảo ngoài cửa sổ cả, cho nó nhanh. Vâng, quá khó rồi. Bắt con sĩ à? Vẫn chưa giờ có thể mở nắp được. Bắt cả sĩ cả pháo cả nắp. Thật. Pháo ăn rồi. Công nhận Kakarot ạ. Đúng rồi, này Kokoro này. Đúng, công nhận. Vâng, như vậy là chiến thắng dành cho Củ Hành. Và tỷ số 7-5 dễ xảy ra. Công nhận. Chào bà Tắc Văn Ba nhá. Cái học mình chưa khỏi 100% được nên cho mình nói ít một tí. Ông ấy gọi tôi gọi ông lên đây để ông nói nhiều hộ tôi nhé. Vâng. Ông phải ông ngồi nghe nữa đâu. Ông thấy người ta nói hay ông cứ ngồi nghe. Cái lúc mà hai cái thủ đang xếp cờ em không biết nói gì thì ông bảo là trận đấu hay quá. Vâng. Các bạn like đi. Vâng. Lúc đấy hay là khen là Hoàng có cách sao cây rất đẹp. Đúng rồi. Vâng. Sao cái nick anh ca đốt dễ thương thế. Vâng. Thì tỉ thứ để anh khen. Vâng, sĩ rồi. Bây giờ ăn nắp được chưa? Cây chết không hội ăn. Có lẽ là anh Bảo. Và thêm mở thêm một con pháo nữa. Cờ này lại thuận dành cho anh Bảo rồi. Chết. Bấm nhầm. Ok Hà Chí Thành nhá. Vâng, con mã của Củ Hành đang cấm 2 nắp và có lẽ là pháo sẽ xử lý con ngựa này. Rồi sẽ giật về tiếp. Hết cỡ rồi anh Trần Nam ạ. Hết cỡ rồi. Quân bàn cờ ấy không thể to nữa rồi. Cái từ hồi bị Covid đến giờ là bị cái gì liên quan đến họng nghĩa nó bị chậm. Theo khả năng em đoán thì nó là mình bị suy giảm hệ miễn dịch ạ. Không, với cả đợt này chủ quan không uống thuốc. Tôi không uống thuốc. Tôi là sử dụng tự kỷ ám thị. Nó nghiêm túc. Để giải quyết những vấn đề ốm. Gần như tôi không sử dụng thuốc anh em ạ. Trừ thuốc lá. Tôi bị ốm mà tôi cứ đầu tôi nghĩ là tôi bảo mai khỏi. Tôi bị đau cái gì tôi bảo hết đau. Tôi nằm tôi nghĩ như thế. Hoặc là ví dụ như bình thường mai mình định 5 giờ sáng dậy. Đầu mình nghĩ 5 giờ sáng dậy. Đúng 5 giờ sáng dậy. Đó là tự kỷ ám thị. Xuất xứ Liên Xô cũ, viết tắt là CCCP. Các cháu cứ phá. Đâu có ẩn Kokoro đâu. Anh bấm nhầm Kokoro ạ. Bấm nhầm. Vâng, như vậy là anh Bảo đã cứu được con ngựa. Và con ngựa này đang có rất nhiều đường lao đây. Bấm hủy cái cờ lê đi, thế là bị bấm nhầm. Thế thì lại được rồi mà. Ngài Kokoro thử bấm lại mà. Vâng, như vậy là Hoàng kệ không bảo vệ con tốt đầu mà lấy sĩ ăn nắp đã. Không biết có phải quyết định đúng đắn đến từ Củ Hành hay không. Không, cái đoạn tự kỷ ám thị đừng bao giờ học anh. Nghĩ tôi cờ cao là chết đấy. chết. Tôi cờ cao tôi giỏi giang là tôi mõm đấy. Tôi hôm nay cực đỏ. Tự kỷ ám thị là nó những cái về trong con người mình thôi anh ạ. Đúng rồi. Không tác động ở bên ngoài. Không, đỉnh cao của tự kỷ ám thị nhá là có thể xuất hiện vết thương trên da thịt và hết đi. Vâng. Đỉnh cao. Anh nói nghiêm túc. nhầm tí Kakarot ạ. Kể mà được đến thì anh nhỉ, Kakarot nhỉ. Chào Tiểu Thiên, chào anh em, tên hay đấy. Cứ lao chiếu đã và cũng gắt nắp. Cái lối của anh Bảo giống hết cái lối của anh ấy Cường ngược. Và cái lối cầu úp của Củ Hành nó cũng khoa học, tỉ mẩn hết như ông ấy cầu úp. Cẩn trọng. Phẩm. Làm tiếp một ngựa làm hai nắp. Tiên khách. Thêm cái nắp thứ ba hay không? Như vậy là không. Anh chưa ăn đây. Bây giờ thì phẩm. Bây giờ thì phải ăn rồi. Bây giờ là đã rồi. Mắm môi mắm lợi là phải ăn rồi. Xem anh Bảo xử lý thế nào. Binh 5 tấn 1 được không? À đây là anh hộp, Hải hộp không phải hiệp vàng. Hiệp vàng bình luận cầm ngửa thôi. Xin chào bạn Tiểu Thiên nhá. Vâng, lại tiếp tục gạ đầu pháo. Khánh Hoàng có tam dự kỳ vương đất Bắc. Thua trăng cơ đây. Thua trăng cơ đây. Hôm tới này là gặp phí Mạnh Cường. Anh em like, nghìn like anh em ơi. Hôm nay quả hơi bị to luôn, nó bị nhiều luôn. Lào sĩ tới rồi. Cứu, ngải cứu nhưng trượt. Cứu, vâng, nhưng mà trượt. Tất nhiên Hoàng vẫn còn hai cái nắp nữa để mở ra. Em chào Mr. Tuấn Nha Trang nhá. Em chào anh em. Hôm nay đông vui sướng quá. Vâng, như vậy là Hoàng quay và tiếp tục đến cái vị trí đấy là một con tượng. Hai lần quay không thành công. Chúng ta hãy xem là Hoàng có quá tam ba bận hay không. Đang muốn dùng tướng để lên cản tượng này. Chỗ này gọi là tướng đã phải ra trận rồi đây. Để quay cái nắp kia. Vâng, giải cứu thành công một con tốt. Rất kỳ công và tướng phải lên tầng 3 để giải cứu con tốt. Và con tốt đó trông cực kỳ bí dành cho Hoàng luôn. Bây giờ ai sẽ là người sẽ sổ cây đây? Ok Độc Cô nhá. Chứng tỏ là hai cái nắp, ba cái nắp mà anh Bảo ăn được là cũng là cực kỳ thấm luôn. Ok, cảm ơn Linh Nguyên. Thứ sáu đánh Kỳ Vương đất Bắc. Anh có lịch rồi Thúy Nga. Mai là Kỳ Đài Úc. 2 ngày Úc, 6 ngày ngửa. Lịch sắp tới nên như vậy. Cả hai đều biết cái nắp còn lại của nhau là gì. Xin chào Hà Trong Hoàng. Phập rồi. Bây giờ có dám bỏ không? Bây giờ các con tốt rồi ném nó tượng lên rồi mà ném tượng che mặt được không? Ném tượng 5 tấn 3, tượng 3 tấn 1. Em sợ con tượng đấy mới là con để giữ con tốt 7 của Hoàng Giang Sông rồi. Em nghĩ là nhiều khả năng là cả hai đều không còn xe đâu anh. Cố gắng là xong chứ là một còn phát. Cố gắng. Không còn xe nhưng còn con gì đấy. Vâng, đây này, con tượng nhảy xuống này, chỗ này là điểm mấu chốt này. Nếu như mà anh Bảo mà quyết định là chạy tướng hoặc là sổ cây thì chắc chắn là con kia, còn lại là xe đấy. Lại về này, ném lên đây này. Là Hoàng có dám quay không? Vẫn chưa. Không cho lên đấy chưa? Wow. Không cho vào 5/3 đấy chưa? Nào, ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Ai sẽ là người ra đi? Wow. Hồi xưa có bài hát. Bây giờ mã 2, mã 1 thoải 2. Đi. Ai sẽ là người ra đi? Vâng, như vậy là lệch rồi. Và đây có phải là một cái gợi ý cho Hoàng là hãy quay đi không? Xe đấy à. Ai sẽ là người ra đi? Vâng, gần 2.000 người xem rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Này, nó xóa bài viết của mình, bọn Facebook này nó nghĩ là mình làm điều không đúng. Trận đấu rất hay, đấu trí luôn anh em ạ. Vâng, cực kỳ đấu trí. 3 nắp mà trúng được 2 xe thì cũng tài đấy. Không thể biết được còn xe không. Nắp trong tay người ta có trong tay mình đâu. Hoàng cũng có một con tượng và anh Bảo cũng có một con tượng sát thủ. Chào Trung K8 nhá. Hay là cả hai đều còn xe. Thì đúng vậy, em nói câu ai sẽ là người đầu tiên nói ra ở trong cái bài hát. Ừ. Hai người cùng yêu nhau nhưng mà ai sẽ là người ngỏ lời trước. Ừ. Nếu mà biết là xe thì còn nói làm gì tùng bụi. Vâng, lên tướng rồi. Đây là một cái gợi ý cho Hoàng là xe 96 đi. Vâng, xe 96 đi mà lấy tiền. Ừ. Vâng. Anh ấy thì em đi. Vâng. Em đang rất hở hang rồi. Anh thì em đi. Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi. Ừ. Vâng. Anh sơi em đi xem nào. Như vậy Hoàng không bất chấp. Thế mới hay. Nhưng mà có khi đấy vẫn là con xe thật đấy. Không rồi. Không ai làm đấy cả. Nhưng mà biết đâu ơi anh. Đây là con tượng của anh Bảo. Ném lên được, ném vào mặt anh này. Đấy. Ném về 3 rồi ném lên 1. Nhưng mà nếu đấy không phải xe thì cứ giật ngựa về mà đấu đi. Anh Bảo là sợ là mất cái con này. Mất con này vẫn còn ngựa vẫn thắng được cờ này. Còn sĩ kìa chắc gì ăn được. Quay rồi, em nghĩ là chỗ này là dồn nhau đến bước đường cùng. Bây giờ nếu là xe 96 cục này. Và bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan rồi. Nhưng mà không phải thì biết rồi đi. Không phải có mã 1 tấn 2 xong rồi nó sọc cái con xe giả rồi. Nó tạt vào trong. Nhưng bây giờ nhá, nếu không phải thì anh Bảo cũng sẽ là người quay đây anh này. Ừ. Anh Bảo có con tượng giữ ngựa rồi. Vâng, sơ mắt hôm nay thưởng quá lớn luôn. Trương Tiến Đoàn ạ. Cảm ơn Mr. Người yêu cờ úp rất nhiều. Ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Đùa, mình biết tại sao giả nãy gộp trông mặt nó đẹp dai rồi anh em ạ. Nó cứ ngồi nãy giờ tôi thấy tính nó bán được gần chục quyển sách. Đâu, sách online. Em bán được mỗi một đơn hàng. Nó báo về. Nghi lắm. Giàu có lắm. Công việc của em thu tiền này. Mệt mỏi lắm anh ạ. Quay thôi. Tôi nghĩ là Hoàng sẽ là người phải chủ động trong tình huống này rồi. Một là gắt, hai là có cơ hội làm lại ở những ván sau. Chứ hình nay mà để anh Bảo anh quay con nắp giả ra đấy. Chào VT, cảm ơn ai like của bạn. Băm rồi. Vâng, băm rồi. Còn pháo. Đây là con pháo. Máy bay lên thẳng rồi. Bây giờ ăn con tượng về xong lao xuống. Để về sau con xe giả đầu tiên thông lên được. Xa hơn. Vâng. Bây giờ nếu mà ăn lên là tốt thì bị có sĩ nó cấm. Vâng. ăn về rồi lại lao lên thì mới sọc một đường, còn đứa nào cản ấy giết luôn. Ôi đừng vào này, đừng hòa nhá, hòa nó ra tỷ số 0,5 là không đẹp lắm đâu. Đừng xuân hòa nhé các bạn, ra 0,5 cái là mất ăn ngay. Chúng ta hãy xem anh Bảo còn gì. Không ai còn xe cả. Vấn đề là tốt hay gì. Tốt thì liệu có dứt điểm được ván cờ này không? Không dứt điểm được một tức. Không sang được sông. Không sang được sông. Con tốt ba không sang được sông. Cứ đứng ngây ngô nhìn nhau như này hả anh? Hạt mưa răng răng ngoài cửa lớp. Vâng, 2.200 khán giả đang xem rồi các bạn ạ. Vâng, vậy thì anh em cũng đừng quên là nút like và chia sẻ cho chương trình ạ. Quá đẹp trai này, bể kèo tỷ số. Biết đâu tí lại hòa hay sao Ngài Tuấn? Biết đâu tí lại có người dẫy thì sao? Nơi Hành giữ lại ấp pháo thì vẫn còn đánh nhau. Hòa thì buồn cười quá. Buồn cười cho anh Hậu quá. Anh Bảo là tính các cái đường quay tượng, nhưng mà đúng hai con tượng này nó không có cái cảnh. Có kèo ngàn like kìa. Ngài Kokoro tặng 1.000 like tặng 1M kìa. BAT. Thế thì hai nắp trúng của Hoàng là một mã và một xe à? Chắc phải còn con ngựa chứ nhỉ? Hòa rồi. Là quyết định hòa. Hòa rồi anh em. Có lẽ lật ra xem này con gì? Có lẽ là con tốt anh ạ. Thì lúc đấy Hoàng bảo anh còn con tốt, nhưng mà cũng không lật nhỉ anh nhỉ? Cái thằng Quân này nó quá thiếu tinh tế. Và quá thì chắc là còn tốt thôi. Còn tốt, Hoàng bảo đấy là tốt anh ơi. Như vậy là 2,5, 1,5 và một tỷ số mà có thể nói là không được đẹp cho lắm. Cho những cái dự đoán của biết đâu tí lại có pha vô chiếu ấy chạy ra là sao? Và lo gì. Còn tốt thôi anh em ạ. Đúng rồi, ván 2 em nhập vào Hành Mr. Nam ạ, chuẩn rồi. Ủa thế lúc ấy chính ra anh Bảo la con ngựa phế đáy có khi ngon đấy anh ạ. Phế đáy ăn xuống là pháo. Ăn xuống là pháo thì đã đánh đi đâu anh? Đánh kết hợp với một sĩ nữa. Mày có một con ngựa trên thì cắn rồi. Ngựa trên thì nó sẽ dắt thêm một hai. Dắt con nào mày còn mỗi ngựa có top 3 thôi. Đấy cái gì mà dắt. Và thêm một khẩu súng nữa cho anh Bảo. Đang là ra cây là tương đối thuận lợi từ đầu đến giờ. Và như vậy là cứu được ngựa rồi. Anh Bảo sẽ phải như vậy là chọn con sĩ nhảy đến biên. Ui giời ơi, cho đoán lần nữa kìa. 2,5, 1,5 thì chỉ có 7,5 với 5,5 thôi chứ. Đoán thêm tỷ số anh. Thêm một kèo nữa nếu được thì 4 ly. Và nhưng mình có bị mất tiền đi không anh? Không, cho rồi thằng này nó còn kinh hơn tôi cả đó. Thế thì nó sẽ làm mày được chọn một kèo nữa, 7,5 và 5,5. Mày chọn rồi đi. Và 7,5, 5,5. Được rồi, tỷ số 7,5. Kèo này nó có kèo gì? Chịu chơi. Ta phải ghi rõ ở đây. Kèo chịu chơi. Tức là ý là ông bảo tôi không chịu chơi thì kèo chơi chịu mà. Tôi là tôi không chịu chơi đâu, nhưng mà tôi chơi chịu được đấy. Vâng, còn mã này sẽ phải về thôi. Với tính cách của Củ Hành sẽ phải giữ từng ly từng tí một. Như vậy vật pháo rồi. Bay ngựa lên. Tôi là được 100k là mai tôi thêm mấy tiền tôi làm 5 điểm lô. Tôi mà hai nháy thì buồn cười làm các bạn. Ok Tuấn Nguyễn chuẩn rồi. Và ván nữa thì vẫn ăn cái kèo đầu Nguyễn Quang Huy ạ. Vâng, nó tập trung vào ván đấu nhá. Nãy giờ hơi nhiều kèo rồi. Một pha bắt đôi, không bắt bà. Bắt bà. Hay là cái khác là bắt tám. Vâng. Nhưng mà Hành quyết định phế ngựa để giữ nắp này, để cho anh Bảo lựa chọn. Tí xem cái nắp kia là còn tốt này. Ơi đi top 7/6 Bảo ơi. Hay là Bảo đợi án tượng xong rồi top 7/6. À hiểu. Đấy, đáng chiều. Đáng chiều. Ui đây, đây rồi đôi giày và đôi giày. Anh Bảo có vẻ hơi giật mình trước kiểu con xe. Ui. Anh Bảo hơi bị giật mình quá. Đấy cấm ngay tôi 7/6 cấm rồi. Có sự tính toán trước rồi. Cấm ngay không trong hải cứu. Anh em like lên 1000 like này anh em ơi. Vẫn rất căng nhá. Kèo này ván này là sẽ ai sẽ là người chủ động ra xe trước. Ok Lê Dạ Phát, cái này phải cảm ơn Mr. Người yêu cờ úp và hai kỳ thủ. Anh thì thừa lệnh Lê Dạ Phát. Anh này làm kênh thì có kèo thì mừng quá. Wow, mã 8/6 thôi. Vậy là phóng lên. Thòng Nga Phòng. Khó đi phết. Khả năng là xuất tướng ra. Em để bay con ngựa đi. Em tưởng là Tòng Thị Phóng nhé anh. Thế à? Vâng. Ok cảm ơn Hoàng Hiệp. Hoàng Hiệp. Khả năng là hai anh đang bước. Rồi ra tướng đấy đá vào chiều anh nhá. Vâng đúng rồi VHT. Giữ lại từng tí một. Cái Hành bây giờ lấy vợ thì nó phải lấy vợ hai. Người Tiên Dũng này. Nó phải lấy vợ hai. Cứ có con tượng lao lên lao về. Con sĩ bắt con tượng chặn. Con sĩ bắt con tượng lại chặn. Cứ đuổi là chặn. Nhưng mà đang đuổi tượng liên tục đây nhá. Chứ không phải là đúng rồi và phạm luật đâu. Con tượng này không có căn đúng không? À. Như vậy là xuất tướng ra rồi. Ý của Hành như nào? Có mã 8/6 Lý Quỳ không? Ra pháo. À ra xe không? Vẫn muốn dùng con tốt này để cấm đoán này. thực ra con tượng của anh Bảo không lên ngũ thì lên biên. Nhưng bây giờ lên biên là bị xích luôn đi anh em. Lên biên là ra xe là bị xích luôn. Cô mày xích à? Và cô mà xích. Bây giờ ông phải tìm giải pháp cho bà. Đấm tốt biên thôi anh, đấm tốt biên lên thôi. Sau đó thì nhảy lên bình thường. Đang thọc vào giả lên. Cái Hành có tượng cứ ngăn cấm đoán. Thế mới đều. Cờ này chắc chắn Hành sẽ phải mở thêm cây chứ còn. Vâng. Như thường lệ chuyên mục gọi là khám hàng. Đây là anh điều chỉnh ánh sáng. Vâng, ok, anh Trung nó sẽ lên điều chỉnh luôn để chúng ta sẽ có một cái hình ảnh bàn cờ dễ nhìn hơn một chút. Vâng, trong ván đấu này Hành đang hơi lười mở cây. Bây giờ mở ra thêm con tượng rồi. Nó đưa một tí thôi, nhưng có lúc thì màu cờ bàn cờ đậm hơn. Được rồi. Do cái cam nó focus. Do nó bắt nét. Đấy, bắt nét. Đỡ nhiều rồi. Đỡ rồi. À, cảm ơn thầy Huấn nhá. Vâng, quỳ lên là con xe. Lý quỳ à, lý quỳ à. Vâng. Trăm đầm thì đẹp bằng sen, mà trăm cờ thì đẹp bằng xe. Mà ở nước Nga thì đẹp nhất là Natasha. Cứ phải có xe ra nói chuyện. Natasha. Natasha. Mẹ phải có Natasha anh em ạ. Muốn làm gì thì làm. À, như vậy là sau khi ra xe thì Hoàng đang nắm được thế chủ động ở trong ván cờ này rồi. Ok, cảm ơn ngài Huấn. Bảo ăn được xe pháo ngựa. Có khi vòng ngựa về để giữ con tốt đây chứ. Anh em nhỉ. Vâng, như vậy là đấm tốt. Và ngay lập tức là có ánh tượng về bắt. Anh Bảo cũng đang rất muốn ra con xe này. Vâng, xin chào ngài Cao Thanh, chào anh em ạ. Đấy, gần 2.200 người đang xem rồi. Xe giả bình 5. Xe giả bình 5 để làm gì anh nhỉ? Chắc là quay pháo à? Vật rồi, động vật. Vào, chắc vào nhẹ có tướng nhỉ? Vào tướng thế, lao tượng lên này ạ. Tượng thì kệ đấy chứ. Không đừng người ta vừa lao, người ta vừa chiều cũng thích. Vâng, quay thôi, nếu không phải là xe thì... Như vậy là đã có xe rồi. Đấy là chính là con xe. Tình hình thế nào? Con tượng thì rất ác, nhưng nó giữ hơn ngựa này. À. Vẫn chơi được, chơi được. Cảm ơn Tiến Dũng. Bây giờ thì coi như là anh Bảo chỉ còn đánh ở trên mặt thôi. Còn cờ của Hoàng thì còn con ngựa. Và Hoàng đang hy vọng nó là ở vị 5 này này. Để ra. Và bây giờ vào bắt được chưa? Nếu bắt được con ngựa thì sẽ là ưu thế. Ưu thế một chút thôi. Cờ này vẫn còn đang rất phức tạp. Anh em like 1000 like anh em ơi. Cảm ơn rất nhiều. 1000 like rồi, chỉ còn bây giờ chỉ còn thiếu hiệu ứng cánh bướm này anh em ạ. Hiệu ứng cánh bướm. Và hiệu ứng cánh bướm có phải là những cánh bướm ở rừng nhiệt đới Amazon cũng có thể gây ra cơn bão nhiệt đới ở một nơi nào đó Thái Bình Dương và... Thái Bình Dương. Một cái đập cánh của một con bướm và... nó có thể gây ra một cơn bão lớn ở Thái Bình Dương và... hay nói cách khác người ta gọi là hiệu ứng cánh bướm và... Tức là các bạn bây giờ mỗi người chỉ cần cho một like thôi, chỗ này sẽ lên hơn mỗi người cho một like nhé và... Thế xong rồi kênh ăn đề xuất nhé, ăn đề xuất xong rồi anh em mình có tiền chia nhé và... Xong các anh đề xuất nhé, thế là lại có những nhà tài trợ mới nhé, những người yêu cờ mới nhé, những danh thủ mới, nó bùng nổ đấy và... Đôi khi chỉ bằng đúng một cái like và... Đấy nó chính gọi là hiệu ứng cánh bướm. Đúng một ngón tay cái không? Đấy, đúng một cái like ngón tay cái các bạn. Giá trị kinh khủng và giật về đang tìm cách đấu xe thì phải. Chào Võ Trường nhé. À để giữ sĩ, lên sĩ rồi xuất tướng. Giống hồi xưa có câu ấy, cái chết là đôi khi nó đến từ những vết xước rất nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Lan tỏa. À, đấy là cái kiểu HIV không anh? Lây qua hồi xưa là câu chuyện đấy và... Hồi xưa là câu chuyện này. HIV thì không chết nữa rồi. Không chỉ chết sống lây lắt thôi. Không chết. Thoải mái là không chết. Ok, cảm ơn anh em đã like ạ. Wow, sổ lên rồi, không phải là con ngựa mà Hoàng. Nhưng mà cờ này anh Bảo vẫn tòi. Vâng, cờ đánh Bảo tòi. Lực mỏng quá anh. Lực quá mỏng luôn và, trừ khi thêm được con tốt 6, à tốt 4 con sông rồi. À, ăn được tốt rồi. Cả hai bên cùng mỏng. Chuẩn bị sẽ là trực thăng thế thẳng. Và nếu nó là con ngựa thì sẽ con gì cũng buông cờ. Tỷ số 2,5 đều. Con gì cũng buông cờ. Vâng, đây là con tốt. Các anh ăn cực kỳ chưa để anh nhá. Toàn để lại cho nhau con tốt thôi. Vâng, và để đối phó với hai con sĩ này thì tôi nghĩ là cũng rất đau đầu đấy ạ. Hai con sĩ thủ rất hay và sẽ đánh bằng 3 con tốt. Con tượng kia chỉ đứng đấy cho vui thôi, xong rồi chờ đứa nào đi vào mồm thì dã làm phát. Và như vậy là đá tốt trước và một chút một nhịp. Không vội đá tốt trên anh nhá. Lúc nào con tốt kia tiến tới thì bắt đầu mới đá tốt trên. Là chắc chắn cái con tốt 4 sẽ nằm. Còn này thì anh Bảo để chờ giờ thôi, không sống được, chờ giờ đẹp đúng không anh em? Không sống được. Vâng, thêm một con tốt nữa giờ mà anh Bảo có thể ăn rồi, nhưng mà đồng nghĩa là cũng mất một con tốt ở trên. Đây có thể nói là cặp sĩ lệch. Đúng rồi nghĩa là đứng cho vui chờ đi vào mồ. hai con sĩ này mà nó lên được thì không có gì ngăn cản. Hai con kiếm nhật, vâng, nó lại trái chiều nhau, trái chiều, nó đâm, nó sọc, nó lách. Tôi cứ nhìn sĩ tôi cứ cảm giác con cá rô đồng của xưa, vâng, mẹ con này nó luồn, nó lách, nó đâm, nó thọc và nó toàn gai ở sống lưng. Và bây giờ thì đánh bằng tốt không thì cũng chết. Mà nó sống rất dai chứ. Thôi anh Bảo ơi, đỡ làm cái gì, đỡ làm gì cho mệt. 2,5 đều. Đỡ làm gì được, dân nó khổ. Tỷ số là 2,5 đều, thưa quý khán giả các bạn. Rất cân tài, cân sức, cân kèo, cân cả tỷ số luôn rồi. Và tất cả những cây đang ra đều là rác. Truy kích con ngựa đấy luôn. Ngựa có, ngựa về hay ngựa ăn tốt này. Kể ăn tốt không phải lựa chọn, không cũng phải lựa chọn tôi ấy. Ừ, mà lựa chọn tôi đâu. Ôi đi xe vào mồm và... sao không vật thì đi nhỉ. Biết thế vật thì và... đi tốt mồm. Biết thế vật thì có khi cứu được anh ạ. Nhưng mà biết sao được anh, đây là mình còn đọc kết quả sau thôi. Mình bảo biết thế mà. Giống như trong bộ môn chứng khoán hay là bộ môn tiền ảo anh, mình toàn biết kết quả trước. Ván hai là thằng Hành nó đi xe vào mồm. Cái ván vừa rồi không còn con xe nào đi vào mồm là anh Nam. Vâng, Lý Quy ra một con xe khác. Chào Mr. Nico, chào chị Nico, quên, em là chị. Em chào chị Nico ạ. Vâng, pháo đã sang rồi. Liệu chị Nico là chân hơi dài một tí. Chân dài không nghĩa đen, nghĩa bóng anh. Nghĩa đen, mình nghĩa đen luôn không nhớ là chị Nico mình gặp chị ở trên hàm cá mập à? Chị Nico trên hàm cá mập. Ừ, xong rồi chị cho mình hút thuốc lá thơm ấy, không nhớ à? Em nhớ rồi. Chân dài quá nách luôn. Để mang cai luôn. Em chào Mr. là Bùi. Em chào anh em. Vâng, em chào anh Lạc Bùi ạ. Vâng, như vậy là ăn sĩ xuống rồi. Anh Bảo đang muốn kiểm tra xem là, vâng, Hoàng đang chứng minh thấy là không phải chỉ mình anh Bảo biết vật. Chị Nico như sắt như đồng. Chị Nico đêm đông hút thuốc, chính là chị này. Chị Nico đêm đông hút thuốc. Nào quay trở lại trận đấu. Chưa có xe này cho anh Bảo. Chết một xe rồi. Phải moi ra được một xe. Chắc là khả năng Hành sẽ lao ngựa xuống 3 để cấm mở. Cấm mở như vậy là bằng luôn. Làm luôn à? Không nói nhiều. Cụ thể hóa. Chuẩn bị mã 5 tấn 3. Buộc phải lên tượng đi. Em muốn lao xuống 3 để cấm mở tượng anh nhỉ. Sau đó nếu mà biết là tượng rồi cho nên là không. Okay. Nếu mà cần nhân tiện có thể lao xuống 4 bắt 3 cây luôn. Em 2. Anh em like lên 1000 like anh em ơi. Và bây giờ mới là Tòng Thị Phòng. Và vẫn không phải xe cho anh Bảo. Mặc dù rất miệt mài quay tài. Hay đi bộ rồi. Tôi trông kiểu này dễ đi bộ bảo vệ môi trường. Trông rồng lắm rồi. Trông bên đen đang đánh rất là kiểu tự tin này. Già hơi bị nhiều cây. Kiểu đi bộ bảo vệ môi trường lắm. Sọc chiếc chả sợ gì. Chào Nhật Đẹp Ra nhá. mà vừa dọc sọc xuống đấy, đi thẳng vào mồm luôn anh à. Nếu ăn lên thì mà... pháo nó vật xuống thì không đỡ được. Quá hay cho Củ Hành. Nhật vào ghi ghi chép chép. Bây giờ lao ngựa xuống 3 này anh này. À, nô tì trước. Tì xuống kiểu trước. Bây giờ buộc phải quay rồi. Xong rồi ném mã dọa cục. Nếu pháo vật ra ném cái tử vong luôn. Tử vong à, tử long gối rồi ôi luôn. Bây giờ chắc phải ăn luôn tượng ngựa biên rồi anh. Xong rồi về tượng lại thủng bên này rồi. Không có nước đỡ rồi anh ạ. Thua. Sau khi hội đồng bác sĩ hội trần đưa ra kết luận là ca này là trả về rồi. Bởi em thích ăn gì thì cho ăn. À. Vẫn giật về tìm cách. Đang bắt xe. Cái con ngựa này bị xích luôn. Chỗ này Kỳ Vương chỉ đánh một niềm tin thôi. Chắc chắn là chỉ đánh một niềm tin thôi. Rồi lại lao ngựa xuống. Lao ngựa xuống rồi sẽ là lùi con ngựa về. Xong luôn con pháo xuống và bắt cất á còn bướm tượng kia chưa được. Lùi con mã về 7 anh ạ, để lấy đường nhảy mã sang bên này. Lùi mã về 7 rồi. Ăn đã. Anh Bảo vẫn đang rất miệt mài nhá. Cực kỳ miệt mài. Anh đi một phát chết luôn một con ngựa, xong anh đi 3-4 nước sau chỉ để bắt một con ngựa mà lại còn chưa chắc đã bắt được. Chưa bắt được anh ạ. Con này bắt được thì lúc đấy tiệc đã tàn rồi. À vâng, anh là Bùi. Ui anh Bảo hay quá, anh Bảo cờ cào kinh khủng. Từ giờ trở đi nhá. Vâng. Từ giờ trở đi nhá, tao cấm này. Được chưa anh Bảo, anh cấm nhá. Nhớ đây nhá, cấm đi nhá. Vâng, ok anh Nam ạ. Cấm đi nhá. Chết dở. Không được nói bảo coi nhá. Nếu mà cái hình cờ nào mà to chắc ấy thì mày phải dùng từ là hình cờ này của anh Bảo sống mãi trong lòng chúng em. Mày nghe câu là sống mãi trong lòng chưa? Đấy. Ok anh em. À, tỷ số là 3,5 dành cho Củ Hành. Ván vừa rồi nhá. Thực ra cái Củ Hành nó ra nhiều cây quá. Chứ cờ anh Bảo đội rất cao. Chẳng qua là quân địch đông và hung hãn quá. Không thì còn lâu mới thua rồi. Thế đấy, nếu như mà anh em mình cầm mình cờ của anh Bảo thì sẽ là đi từ cách đấy 15 nước rồi anh ạ. Không dãy dụa được. Đánh nó không dãy được luôn. Vâng, xin 4 tấn 5 là xe. Cảm ơn Bảo Nguyễn. Vâng, quá cao cho nước ra xe của anh Bảo. Kinh khủng, cao kinh khủng. Lên sĩ ra xe, không nước nào cao hơn. Cao kinh khủng. Ok Tiểu Thiên. Một số ông là linh tinh nhá, lờ đi nhá, thống nhất nhá, lờ. Vì các ông ấy chỉ thích mình cãi nhau với ông ấy thôi. Mục đích các ông ấy trêu mình là để mình cãi lại. Mình không cãi lại là chán ngựa, tự ngựa. Vâng, thêm một khẩu súng nữa cho anh Bảo. Và bây giờ là chiết. Chiết yêu phòng người ta. Vâng, thêm một con xe nữa, quá cao luôn. Hay cao. Chỉnh lại cái đồng hồ này. Cao kinh khủng. Quá cao luôn. Và ván này tôi nghĩ là Củ Hành sẽ không thể sống được. Cực kỳ đau đầu này. 2 xe 1 pháo. Đệ đang viêm họng, nhưng mà để kể chuyện là Củ Hành bị anh Sơn thu thuế ra như này. Hồi xưa anh Sơn làm mành ấy, mỗi lần Củ Hành vào khách là anh Sơn ra bảo là đưa anh cốc cà phê, thì ngoan thì đưa thì không sao, một chốc thì lại bảo là ví dụ Củ Hành được 3-4 ván nữa thì anh Sơn lại bảo hết thuốc là báo thuốc. Thế thì Củ Hành nếu mà im thì thôi, nếu phản đối nhá là ông Sơn ông chí con gà kia. Chí con gà kia thì đã người Củ Hành đang ăn ngon thì bị con chí con gà kia bật lại. Thế là Củ Hành mất tiền. Thế là về sau là Củ Hành là mỗi lần thấy anh Sơn ra là nước thuốc là auto đường, và kể cả trong trường hợp mà đối thủ không có đường gì dễ dụa thì anh Sơn sẽ khuyên là nghỉ đi, đừng dây về thằng này đời chết đấy rồi các thứ nó lừa đấy. Kèo bịp rồi thế này không được đâu, không cân đâu. Kèo này anh chơi mãi rồi. Anh Nguyễn Đức Duy và các ông bình luận không công tâm em công nhận là đúng, bởi vì từ giờ trở đi em chỉ khen anh Bảo cao thôi, bởi vì triết học người ta có câu là vật chất quyết định ý thức. Ở đây nếu tôi khen anh Bảo cao tí tôi sẽ được tặng quà, còn nếu tôi bình luận công tâm thì có khi chẳng có một đồng nào cả. Bạn Nguyễn Đức Duy hết sức thông cảm, đây là vấn đề câu chuyện của triết học. Nhưng mà thực tế em thấy anh Bảo cao thật mà anh. Cao quá chị Lị, ra được 2 xe không cao này anh cao nữa. Toàn vị trí hiểm yếu luôn. Đấy, làm cái này là và lập tức rẽ vào đưa nắp úp ở dưới đây. Triết học rồi bạn ơi. Và bây giờ là lên xe giữ sĩ, sau đó tìm cách thoát con xe ở dưới. Phe sầu thoát xác. Và đấu rồi. Mời đổi. Đấy. Hồi xưa mình chưa đọc sách thì mình cứ bảo là đầu, nhưng đây là mời đổi. Mời đổi nghe là oai phong nhở. Em cảm ơn Mr. Nam. Còn dân dã là gạ đầu luôn anh. Đúng. Anh em like cho nghìn like anh em ơi. Em cảm ơn này, em nhận được kinh tinh rồi. Em cảm ơn các anh. Tinh từ linh đình tinh rồi. Vâng, ok rồi. Vâng, cảm ơn ngài Kokoro. Còn pháo không? Vâng, tất nhiên là không rồi, anh Bảo mới cho quay công sĩ đấy. Vâng, cứu nốt cái nắp kìa anh kìa. Cứu nốt cái nắp được, ăn có tốt. Ông Bảo là ông ăn được 2 nắp rồi đúng không? Cấm được 1 nắp. Vâng, ăn pháo rồi. Buông 3,5 đều. 1 nắp xe bị cấm rồi. 3,5 đều, quá cao luôn. Cao nhờ. Cao đến mức độ như oánh cho Hành vãi đái rồi đấy. Đi đái rồi. Tin không? Oánh cho vãi đái luôn mà không cao thì ai cao. Chạm 7 công ty thế à? Chạm 7. Vâng, như vậy là ván đấu thứ 7 bắt đầu. Được 8. Ok anh em. Ván này ra cân một tí. Xin chào Tấn Phát. Và thêm một khẩu súng Vâng, giật về, giật về. Vâng, cảm ơn anh Kokori. Và này là Hành đang đỏ hơn một tí. Anh em cho bật quảng cáo một tí nhé. Nhưng chưa sao, gối cao vẫn khỏi. Tiếp tục là vật chất quyết định ý thức này. Vương Niệu Đan, nhà tài trợ chính của kênh, chuyên trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, gây phiền toái trong giấc ngủ, bàng quang tăng hoạt, tức là bàng quang chứa nước đái, nó kích hoạt quá. Đấy là muốn mà trị cái môn đấy là anh em cứ Vương Niệu Đan mà chơi. Mà đang có link game kìa, mọi người mua 80 viên sẽ được tặng thêm một hộp nhỏ 20 viên nếu mà bấm vào link này Vương Niệu Đan.net. Tiếp tục làm câu chuyện về triết học, phải có quảng cáo, phải có các anh ủng hộ mới sống được, phải có khán giả mới sống được, cũng nhân tiện hút được thua đấy. Không hút trên sóng nữa anh em ạ. Mà che điều thuốc đi. Ui, khổ thân em. Anh Nam ơi, thôi khổ thân em. Dạ em hiền rồi, em hiền lắm rồi. Vâng, như vậy là âm mầm minh mã đến miền Long Biên dành cho Củ Hành. Anh em cho phép bọn em hút thuốc nhá. Em cứ báo luôn là bọn em đang hút thuốc. Nhưng vì kênh, vì khán giả, không hút thể sóng nữa, giấu mặt đi. Ui rồi tôi Cổ mộ bám phá. Nghiêng gáo dừa không? Nhưng gáo dừa thì xe sẽ phải giật về, giữ đáy. Bây giờ xem Hoàng sẽ dở trò gì. Đợi em hút xong liều thuốc. Anh làm bùi ạ. Để em phải thò mặt em ra đã. Anh đợi em tí. Vâng, kệ tất cả để cởi nhân. Hút thuốc thì không có sao, nhưng mà có sao đấy. Đây, Hoàng đi dập dòm này là khả năng là anh Bảo vẫn còn xe anh nhá. Mặc dù là chết hơi nhiều nắp đấy, 2 nắp rồi, nhưng mà đi hơi dập dòm này là khả năng anh Bảo vẫn còn xe. Còn lúc nào mà Hoàng đi phập phập rồi anh ạ mới là nguy hiểm. Cờ này thì em báo cáo với ngài hồi tình là đỏ ưu thế nhẹ. Còn ở đây không ai toi cả. Ngài đừng bậy em. Ưu thế nhẹ mà không đáng kể. Không đáng kể. Wow, vẫn là sĩ lên. Đang đổi bắt pháo. Đổi sĩ lấy tượng. Nghe như đổi đất hạ tầng nhỉ. Thêm con ngựa rồi, chắc là phóng tượng xuống. Tiếp tục cởi tâm để phi tượng lên ngũ. Cao không? Quá cao rồi. Quá cao à? Hút xong thuốc chưa? Em còn mà 2 hơi. Để kể chuyện. Em kể chuyện thằng Anh. Tức là trước tiên thì em phải có lời, tôi phải có lời xin lỗi đến danh thủ Vũ Khánh Hoàng, tức Lương Đức Hoàng, người đàn ông đẹp da cao to đến từ Phú Thọ và cao cờ đến từ Quảng Ninh. Đầu tiên mình phải xin phép đã, không anh em bảo mình là nói xấu danh thủ. Chuyện nó như này. Anh Hành, anh nhớ, tôi nhớ hồi đấy anh nợ nhà tôi tất cả là 700.000 trong vòng 1-2 năm gì đấy đúng không anh? Không, nửa năm. Nửa năm. Và Mỗi ngày anh uống ốc trà đá rồi lâu lâu anh ăn bát mì 700.000 thì anh bắt được con gà. Hôm nay anh được độ khoảng 3 triệu thì anh ấy trả 300.000. Mình đi một vòng mình nghe thấy là bảo hôm nay Hành giả 300.000, mình suýt khóc vì sung sướng. Hôm sau con gà này nó lại đến, Hành tiếp tục ăn được tầm 4 triệu nữa. Mình sướng quá, mình bảo ngon rồi, hôm nay chắc được nốt 400 rồi. Mình phím nhân viên ở quán, mình bảo là đòi nốt anh danh thủ này 400.000. Thì lúc anh ấy ra thì bảo, người ta bảo anh giả tiền. Hôm qua vừa giả rồi mà. Thế là kỳ nèo mãi, nó nhất định không giả. Lúc đấy anh đã gọt hoa quả đâu, anh mới bảo cho mượn quả ổi ấy, hiểu không? Bảo đưa chủ quán cho mượn quả ổi. Xong mình lấy cái đĩa, lấy con dao. Xong mình ngồi, em nhớ Thăng Long Kỳ Đạo quán cái cửa hơn mét rồi. Anh ngồi gác chân lên như này, Nguyễn Văn như này. Anh gọt hoa quả. Anh bảo hôm nay mà đứa nào ấy mà nó không giả nợ tao ấy mà thì đừng hòng ra khỏi cái cửa này hôm nay. Mẹ tôi cứ gọt ổi được không mà. Tôi gọt ổi, tôi bổ, tôi ăn, tôi khen ổi. Cuối cùng Hành nó giả đấy. Nhưng nó chỉ giả có 200.000 nữa thôi. 200.000 nữa. Nó vẫn phải nợ bằng được 200.000 để đi đò. Đấy, nguyên văn câu chuyện là như thế. Để bác giao ra mà đò được 200.000. Đấy, em kể cái lạc bùi như thế. Danh thủ Lê Văn Hành nó ăn 7 triệu 2 ngày rồi mà nó giả em được có 500.000 thì làm sao mà em trả đóng quán rồi. Em trả đóng quán. Em đóng quán gấp là như vậy. Thì tao quá 7 triệu nó giả 500.000. Mà 500.000 này là nợ trong vòng nửa năm. Nhưng bây giờ lịch sự rồi. 2 năm sau quán chuyển đi. Một ngày đẹp rồi tổ chức giải, Hành lại ra. Mình lại hỏi là giả tiền chưa em? Em giả rồi. Đấy chính là nghệ thuật đòi nợ đấy anh ạ. À vâng, trả 150.000 nợ lại 250.000. Đúng rồi. Không, bây giờ trước khi kể xấu là khen rồi nhá. Khen cao này, khen đẹp dai này, khen danh thủ này. Khen rồi. Thế tôi hỏi các ông, cái nửa năm mà nợ 600, 700 nhưng mà giả được 450 thì làm gì để đóng quán, sống làm sao được. Đấy là toàn là gốc với lãi rồi. Cả gốc cả lãi. Cả gốc cả lãi. Mà ở đấy như gửi tiết kiệm được gần 10% một năm. Và tức là tiền nó trượt giá kinh khủng. Cái thời điểm 2013 và thì là lãi suất cao. Thôi quay trở lại trận đấu nào. Củ Hành đẹp dai chứ. Rất đẹp dai đấy. Đẹp dai, cao giáo trắng trẻo. Cao giáo và ăn nói hóm hình. Củ Hành mà không đẹp dai thì làng cờ để không ai đẹp dai. Thế cho nó nhanh. Vâng. Anh Bảo vẫn chưa thấy xe đâu. Em đây ngày Kokoro ơi. Thôi báo cáo anh em là hôm nay là họng chưa khỏi hẳn. Chuyện có rất nhiều chuyện. Anh em cứ yên tâm. Hồi sau sẽ tiếp tục. Hồi sau sẽ rõ. Anh em cứ yên tâm tuyệt đối. Cho họng mới hồi lại. Cho hồi lại. Hồi mấy hôm kể tiếp. Ván này sắp có nước cam là bùi ạ. Đây rồi. Con này thì nhắm mắt cũng phải ăn. Chết ngay phải ăn. Không ăn thì không cam. Cào kinh khủng. Cào kinh khủng. Rồi, nhảy sĩ lên được không? Em lên này Kokoro ơi. Đâu đâu để em xem nào. Hành cao to đẹp dai chứ. Dạo này không có ngày David Lê đẹp dai lên nhớ ghê cơ. Hôm nọ ăn mày nhớ không? Đẹp dài, tóc xoăn. Đẹp dài. Đẹp dài. Đi xe đẹp. Phong trần lãng tử. Phong trần lãng tử. Em cứ tưởng ca sĩ nào cơ anh ạ. Nghi lắm. Trông như ca sĩ thật đấy chứ. Vẻ đẹp của ngài David Lê là vẻ đẹp của những cái người mà như kiểu là thập niên 70-80 mà hay đóng phim kiểu Casablanca là cái gì đấy. Em nhớ. Và bắt đôi rồi. Hành cũng đang hơi nhiều ngựa một tí là cũng không quan trọng. Cái vẻ đẹp của ngài David Lê là vẻ đẹp hơi cổ điển một tí, nhưng mà 80 năm vẫn chạy tốt. Tuyền Trần lại khen cao quá. Đấy rồi. Bây giờ anh bảo có hai nắp, một là nắp 7 và hai là cái nắp xe anh nhá. Kiểu gì cũng cứu được một nắp. Kiểu gì cũng cứu được một nắp. Bỏ sĩ à? Con ngựa này, con sĩ đi đâu được không nhỉ? Mình cứ về mình đè đồng ngựa đi. Đúng rồi, ai còn sĩ bám bẹn là sao bỏ đi làm gì. Nó cũng làm con hàng. Mà ăn đi khi cứu được con tốt rồi con rác đi báu đi đâu. Rồi. Úi dồi. Ăn tưởng lên. Đang cả hai đang đều hết sức căm kè nhau. Đây rồi. Em chào anh David Lê ạ. Hồi xưa nha, anh nói thật. Đây là nói nghiêm túc, không có khen thiết đâu. Ngày xưa mà học kiến trúc, mình chỉ thích vẻ đẹp của kiểu rốc riếc, vẻ đẹp của ngài David Lê này. Mẹ xong rồi tao bắt chiếc, tao cũng để tóc để tiếp. Tóc tiếp xong rồi vuốt ra sau lưng, mặc áo tích cô, đeo bi cói thì trời chả đời lắm ông này. Không phải ai, có phải ai cũng để đâu anh. Tôi nói thật với ông Hải là hồi đấy mình 50 mấy cân. Nào. Úi dồi, chỗ này chưa khen anh Bảo được. Mình có trơ chẽn đến mấy đi chăng nữa. Không, chỗ này là anh Bảo cực kỳ lì lợm đấy anh ạ. Và gọi là đang thi tài thì kiểu là xem là cân đối xem là sẽ sổ ở con xe. Tức là cái cờ này ấy, thì đây rồi. Anh Bảo anh ấy hơi khó khăn. À. Nhưng mà mình thì nhìn thấy cái chiến ý ở trong đường cờ của mình. Sự kiên nhẫn, lão luyện. Có thể chưa cao đâu. Ván này chưa cao đâu, nhưng mà hay. Xin chào Lê Huyền. Lên thẳng rồi. Chào Tùng. Hay rồi. Mày mà nuốt tao là tao chặt nợ mày này, tao không. Nhưng quan trọng là cái đôi sĩ này là rất nguy hiểm anh ạ. Phải giết đúng không? Từ từ nào, lao ngựa xuống kia. Ông bảo sợ ra xe này, lao ngựa xuống kia. Đúng rồi, đấy cào chưa, cào. Cào không? Rồi, giật pháo về để lấy đường sổ xe nào. Với cả chạy mà đỡ trung lộ. Hay nhỉ anh nhở, một pháo một mã. Bên kia hai mã một pháo mà cũng rúm gió ra phết đấy anh ạ. Cũng đâu dám liều đâu. Này đúng rồi Kakao, ngài David Lê có vẻ là cổ điển hay còn nói khác là hồi trưa trong truyện trưởng có một câu rất là hay. Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm. Hình như Cổ Long này cái gì nhỉ? Hình như là Cổ Long. Kim Dung của anh. Không phải Kim Dung, Kim Dung là câu Cổ Long nó vẫn chất giang hồ hơn. Kiểu tiểu lý phi đao các thứ dị hơn. Kim Dung là trưởng nhưng mà trưởng nó hơi quốc dân. Trưởng Cổ Long hay là gì? Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm. Ở trong tác phẩm nào anh em nhỉ? Đấu rồi. Đang muốn chiếu để ăn một nắp à? Đấy, Cổ Long lại đấy, lẩy bách như này mới là hay. Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm. Hoàng thì chắc chắn chưa ăn được xe. À, Lý Đồng Hoan, cảm ơn Lê Bách. Lao tượng lên để cứu tôi cẩn thận. À được anh ạ. Cao lao tượng lên để voi ba tấn năm có thể đi một nước cao anh ạ. Cao chỗ này Hoàng muốn cấm, Hoàng sẽ nhảy ngựa về này. Cổ Long tả Lý Tầm Hoan rồng David Đá Trung. Ok anh. Con sĩ một bốp quá chuẩn anh Lạc Bùi. Rồi xe 1 xe 9 đến 3 được chưa anh Bảo? Nước này cao không? Nước này sâu không? Xe 9 tiến 3. Vâng, gần 2.400 khán giả đang xem rồi. Anh em like lên 2.500 nào. Rồi vẫn cao. Vẫn không cao lắm nhưng vẫn cao. Tức là nước này mà ra con xe là 3.thang. Còn nếu mà ra con ngựa là 1.thang. Vẫn là nước cao, vẫn là nước chầm thang. Nào bây giờ có lao ngựa lên 5 không hả Hoàng? Bây giờ là các anh phải đi theo sự chỉ đạo của tôi. Thôi ông Tùng ạ, hồi xưa tôi thần tượng ông lắm. Nhưng hôm xem giải cờ úp, vua cờ úp Hà Thành ấy, Kỳ Vương Hà Thành ấy, ông Bảo đấm cho 2 trận liền. Tôi quá thất vọng vì ông Tùng. Đấm nó nham nhở luôn. Anh Tùng chúng tự ấy. Ừ, đấm nó dập mặt luôn. Ok, cảm ơn Hoàng Đức. Ô, bây giờ vào tướng là đi nước cao lắm rồi anh này. Vào tướng. Ui, nhìn hai con ngựa của Kỳ Vương trông như hai con hổ nhỉ. Sợ nhỉ. Kinh đi được. Nó là hai con ngựa nhưng lại có bộ nhá của những con hổ. Ý là tôi nghĩ được ông không thua thậm tệ như thế được. Chứ ông bị đập kinh quá. Đúng rồi, hay nói cái khác, Kim Dung nhá, trưởng Kim Dung là kiểu cờ ngửa, còn trưởng Cổ Long là loại cầu vũ. Đúng không? Anh em tôi nhận định có đúng. Vâng, không phải tượng, không phải xe mà. Lại những nước nén cây ở Kỳ Vương quá cả, không ra nổi xe. Bây giờ mã 5 thói 6 được không anh? Cứ bắt con này đã. Bắt đã. Bây giờ có lên tượng tấn 1 là nhá, là xe mà ăn về vẫn kèm phân. Vẫn kèm phân. Cho anh bảo là tính lùi con ngựa về biên như này, để gọi là cấm chết con ngựa. Đấy. Sau đó lùi ngựa về 8 anh ạ. Là con ngựa đấy bò cò à? Và trở thành món nấu cao được rồi. Con ngựa đấy là con ngựa kiểu chết rồi, bao giờ chôn thì tính sau. Bao giờ chôn rồi ạ. Và... vâng, có lẽ tỷ số sẽ là 4,5 đều thôi. Kinh nhỉ? Không có gì thay đổi. Càng đen đẹp. Mũi né. Bây giờ sau là phát này là sẽ là ngựa nhảy lên đuổi ngựa anh ạ. Ok Văn Phong. Được rồi, để hôm nào anh xin một cái kèo sơ mắt cho em đánh với Kỳ Vương. Tùng ạ. Nhưng mà phải được các anh ấy đồng ý đã. Ngựa đuổi ngựa. Ý của Hoàng như nào? Đi vào mồm luôn à? Đi vào mồm thì sổ xe ra là thắng anh. Đã mất 5 nào đâu. À quá cao luôn. Ui, ôi cao. Có buông hay không? Cào kinh khủng anh em ạ. À vẫn dẫy à? Đi tiến hai thì đỡ bằng cái gì? Vụt nữa anh, vụt nữa. Ăn luôn à? Sang bắt tượng, bắt mã. À kia cũng đang dập dòm ăn tốt kìa anh kìa. Thôi mình giật về hai nước, đứng nhá, đứng đấy. Đánh thì phải đúng đánh đúng kèo này. Cho ăn luôn anh này, chứng tỏ là ăn được xe rồi. Được rồi. Ăn được xe rồi. Được rồi. Cũng để cho em chiếu móc nó đi. Không, cho ăn tốt như này là phải ăn được xe rồi anh ạ. Chưa chắc đâu, nhìn thế này là chưa ăn được rồi. Chưa ăn được, Kỳ Vương đánh xanh điệu. Ông bảo đánh xanh điệu. Cái nuôi giật xe về giữ tốt thì... Không biết. Ông ấy xanh điệu. Xin chào GSC. Cẩn thận miếng ăn đến mô một rơi. Đấy, 2.500 người xem được kìa. Hôm nay mà được 3.000 người xem thì đúng rồi. 1.000 like rồi anh kìa. 1.000 like từ lâu rồi, lâu rồi, ăn đầy mồm rồi. Đang chờ kèo mới. Đang chờ kèo mới. Bốn phẩy 5 đều. Tỷ số quá rất gần luôn. Và nhảy chiếu cho Hoàng rồi. Sẽ là vào tướng để siết vòng vây này. Giật về. Cô Ma xích được chưa? Đang hỏi cục. Ok Tony Phạm. À, Tây Độc Thành bảo là như này, hồi xưa thì ở trong tức là rất nhiều người yêu cờ và người ta rất thích chuyện trưởng của Kim Dung ấy vẫn còn xe, cho nên là người ta hay dùng những cái biệt danh để người ta nói về các kỳ thủ. Tây Độc với Thành Bảo bởi một cái lối cờ sâu, cao quá, hay quá, bão táp quá, bão lửa tình đời quá thì người ta gọi là Tây Độc, tức là có những cái đòn độc trong tấn công chung cuộc của đối phương không phát hiện ra được và thường xuyên bị dính, gọi là tây độc. Về lại Lưu Minh thì có cái biệt danh là Nam Phương. Không phải Nam Phương công tử là tôi đặt. Đầu tiên biệt danh của bạn ấy là Âu Dương công tử. Âu Dương công tử thì là một cái tên mà nếu mà nói, tại vì hồi xưa là Lại Lưu Minh là mới lớn ra là tóc vàng, để dài này, tóc vàng nhuộm, rẽ hất rẽ ngồi. Đấy, nhuộm trông kiểu hơi ngỗ nghịch. Sau này thì tôi thấy là cái nick cái nick đấy, cái tên nó không được hay, tôi mới đổi thành Nam Phương công tử. Vâng, em cảm ơn nhà David Lê ạ. Vâng, em cảm ơn anh David Lê ạ. Chứ không phải là phía Tây. Đây, đây rồi, pháo đây rồi. Không, Trung Quốc không gọi anh Bảo là Thiên Mã Vương. Thiên Mã Vương là cũng xuất xứ từ Việt Nam gọi. Cụ thể là tôi hướng về gọi anh Bảo là Thiên Mã Vương, bởi vì anh Bảo đường ngựa, anh Bảo rất là hay. Vì là kể cả là Tây Độc cũng không phải là một nhân vật có kết cục tốt, cho nên mình chuyển là Thiên Mã Vương là chuẩn. Trung Quốc gọi Mạnh Thần là Thiên Mã Vương. Vì hồi xưa là có giải gọi là giải Thiên Mã Anh Không, thì ông Mạnh Thần nó vô địch, thì mọi người gọi là Thiên Mã Vương Mạnh Thần. Xin chào bạn Dũng nhá. Rồi, hôm nay xem muộn thế. 4,5 đều à? 4,5 okay, đều okay. Và mới đổi một quân. Nhiều dữ liệu quá anh em ạ. Mình xử lý nó không được chuẩn hết. Anh em thông cảm. Tự nhiên cái ông kia hỏi vào Tây Độc quên hết cả. Ok, sửa hết rồi anh em ạ. Xong rồi nhá. Uống miếng nước này, thỏa phép mệt quá. Không, bình luận viên chưa có một ly nào. Thực ra các bình luận tôi với các anh Bảo, anh Hải bình luận rất hợp với nhau, đặc biệt là cờ úp. Cho nên là bọn tôi vui thôi chứ không ấy gì cả. Em cảm ơn ngài David Lê, em nhận được quà rồi ạ. Vâng, em cảm ơn anh David Lê ạ. Wow, như vậy là Hoàng lao xuống để phá nắp, phá xe giả. Nghĩ chắc sẽ phải đi xe 5 bình 3 rồi. Khống chế con ngựa đấy lại. Anh Bảo anh Quân à, mình lại lẩy kiều tặng vua cờ nhé. Nhiều người rất hay, nhiều người hỏi là anh Nguyễn Thành Bảo, anh Nguyễn Vũ Quân hay cao hơn Nhưng mà mình tặng anh em một câu thơ: mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Đó là câu trả lời của mình dành cho vua cờ. Anh nào cũng cao cả. Xem ra cái gì đây? Wow, ra còn tốt. Trưa hôm nào tôi uống bia tôi bảo uống, hôm nay chưa được miếng nào anh em ạ. Đang viêm họng, không dám uống. Vâng, có lẽ phải lên sĩ rồi, không cho pháo về. Anh Bảo nên lên sĩ để không cho pháo về. Không phải gọi là chuyện kiều mà anh em phải dùng từ lẩy kiều. Ví dụ như chơi cờ thì người ta bảo là chơi cho liêu chán hoa chê, cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời. Đấy, Trung Trung hiểu không? Và lên sĩ rồi. Thôi nhưng hôm nay anh hơi mệt, Thành Phạm Thành ạ. Anh mới đỡ họng thôi, để cho anh dưỡng giọng một tí. Anh khen anh Bảo cao. Cao, nước xuất tướng này cao. Tránh đường ngược chiếu về sau này. Bây giờ sẽ đấm tốt 7 lên trước được không ạ? Sau đó chuyển sang 3 cái để bắt con ngựa cho lạc đi. Anh ấy đang định lên 6 tuần 5. Xin chào hiệp khách. Về bắt tượng rồi, con này rất quan trọng rồi. Con này đang cho pháo không ra được mặt. Chào anh Ngôi Dũng nhá. Không phải xe. Con xe con. Bây giờ khả năng lại binh 5 để lên tượng bất chừng. Không, lúc nãy em đấm binh 7 xong em chạy pháo giả sang 3 là em tích được con ngựa đi luôn. Hợp lý. Sau đó lên sĩ thì lên sau. Và bây giờ phải phế sĩ. Ok ngài David Lê. Cho lăn lóc lá cho mê mẩn đời. Trời thế mà trời. Chơi tẹt ga luôn đấy hả? Nó là câu gì vành ngoài 9 chữ, vành trong 8 nghề. Nói về những cái vành kinh rồi. Cụ Nguyễn Du cũng dùng từ sợ. Vành bây giờ dậy ăn chơi đấy. Vành ngoài 8 chữ, vành trong 9 nghề. Ông biết những cái gì rồi, có 2 cái vành chứ. Nói với chú Kiều hả anh? Đại loại là cái gì cái vành. Vành trong vành ngoài. Em chưa có một cốc bia cốc rượu nào cả. Anh em ạ, hôm nay em được thưởng nhiều em sướng. Mình được thưởng nhiều ấy, cái chỉ số hạnh phúc nó tăng cao. Mình hưng phấn. Bây giờ đấm con tốt 7 lên được chưa? Cho nó chuyển pháo sang thật nhanh. Chuyển pháo giả sang thật nhanh. Binh 7. À cái hiệp khách ở Tây là con Abola Ho à? Abola Ho mai công đài là Phan Quyền mà. Mai không bận thì làm nhé. Cờ úp thì em làm đi. Vẫn vất vào rồi. Ra con ngựa bắt đôi. Ok Trần Huy, đúng rồi. Lời quê góp nhặt rong dài, mua vui cũng được một vài chậu canh. Đây hai câu cuối cùng của truyện Kiều. Thế à? Và lúc ấy cụ Nguyễn Vu Du là bị hết chữ rồi anh ạ. Đành phải chốt hai câu đấy. Mày cũng ghê đấy. Vâng, quay trực tiếp nhưng vẫn chưa phải là xe. Có lẽ là sẽ là phi tượng xuống cho Hành đây. À Phúc và Phi. Phi tượng xuống thì... Tình hình bản sách của anh Gộp chưa? Anh em quan tâm nhỉ? Chúc quan tâm nhỉ? Thanh Trúc Trần ạ. Mình vẫn bình thường những cân đường hộp sữa thôi, Thanh Trúc ơi vẫn... Có một cái rất bền vững. Đấy là nghèo bền vững. Ok Bo. Cho mở này. Nói chung em cái nghề đấy của em thì nó là gì? Nó là có thể thể hiện qua hai câu hát. Là cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Khổ em. Anh rất thương em. Những người cùng hoàn cảnh nó đồng cảm với nhau dễ. Thôi mình nghèo nhưng hạnh phúc em ạ. Và biết đâu một ngày nào đấy cái giàu nó đến một cách bất chợt thôi. Cái gì là nghèo nhưng an toàn à? Hay nghèo nhưng gì nhỉ? Cụ phó thủ tướng cụ bảo này. Nghèo thì em thấy nó không thể an toàn. Mà cũng không thể hạnh phúc. Khó. Wow, rất nhiều pháo dành cho Củ Hành. Pháo trực tiếp luôn. Bây giờ Hành đang định rẽ pháo ra là phải che lại này. Đâm pháo xuống là phải rơi nắp. Bây giờ chiếu sao nhỉ? Đâm pháo xuống phải rơi nắp rồi. Rơi nắp rồi. Tượng là tượng. Nếu là xe thì vứt cờ, nhưng nếu là tượng vẫn giữ lại một tí. Xe đang giật bắt ngựa. À, nghèo yên bình à? Nghèo yên bình à anh? Có thể. Như vậy là 5,5 dành cho Củ Hành. Xin chào anh Lam Kinh Kỳ Nghệ. Chào Ngàn. Lâu lắm mới nghe kênh tôi. Anh nghèo bền vững luôn đấy các ông ạ. Ông cái đích gì lại kèm cào. Như vậy là Hành đã dẫn trước một bàn rồi. Nhưng mà trong cờ úp này thì một bàn nó là quá là mong manh luôn. Chỉ cần một pha xử lý cao từ anh Bảo là sẽ đâu vào hết vấn đề luôn. Ý, phiếu đây xe cộ đâu. Vâng, đây rồi. Đôi giày đã ra được xe rồi thưa các bạn. Nào có chạy nắp giả không? Hành nó Hải nó hát bài hát. Hát gì đọc lại nữa. Bài hát đứa bé anh. Câu gì anh em? Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Đấy là đầy đủ về cái nghề của mình. Cái nghề mà anh em chúng mình theo đuổi. Ủa chạy luôn này. Tình không? Để bỏ chạy trước khi chồng. Quá là kinh luôn. Quái thực sự. Và thêm một con xe nữa cho Hành. Bây giờ ăn sĩ được chưa? Hành đang tính là phương án đổi sĩ lấy pháo ngựa không? Hay chạy xe sẽ bị mã lên đuổi cho nó ăn nốt con sĩ. Cái cách nói chuyện của Trung vào trong Nam dễ bị ăn đánh. Em đi trong Nam ngoài Bắc cái chục năm nay rồi. Em toàn được ăn uống nữa anh ạ. Em chả bị ăn đánh bao giờ. Em toàn được ăn được uống thôi. Thỉnh thoảng có ông quấy sợ nhỉ. Rồi ăn xe vào sĩ. Hay là nhảy ngựa đuổi xe rồi gót về. Gót về em sợ bị phá vất vả. Thôi cái lên con tượng nó chắc ấy. Anh Bảo ơi, lên tượng ra xe là cực khỏe luôn anh nhá. Tượng 7 tiếng 5 ra xe. được không ạ? Như vậy là xe vẫn ăn sĩ. Ồ, đồi thông hai bộ. Cờ này anh bảo ưu thế chắc rồi. Xe lại về chỗ cũ. À, vẫn đang kém một xe nhỉ? Và, nhưng mà cờ này không sợ anh ạ. Cờ này không sợ. Ok giúp, chấp nhận thôi. Quan trọng xe, con xe còn lại đang ở đâu? Cờ này sợ nhất là anh bảo anh bị cấm nó tôi điên thôi. Và chứ bây giờ anh đi ra xe sớm là anh cân bằng được. Thì không có gì phải lo. Bây giờ anh bảo đang nghĩ cách điều chuyển những cái cây cũng như là mở, tìm ra đường mở cây. Và đầu tiên là che lại đã này. Cây tre chăm đốt. Và cây tre. Nếu pháo bắn vào sẽ giật ngựa về bắt pháo. Và vẫn rất là quái dị cho Củ Hành. Vâng, lên tượng thôi anh. Bin bảo anh Trung có bị ăn đánh thì cứ bảo anh của Bin là chúng nó hiểu là vấn đề ngay. Làm sao mà gọi là anh của Bin mà không bị ăn đánh, chứ còn ăn đánh xong rồi chết anh Bin này. Ăn đánh xong rồi mình đau rồi thì em anh của ai quan trọng gì nữa. Ủa sao vừa rồi không báo 7.5 nhỉ? 7.5 à, quên tưởng ở đây có xe. Không được, không được. Còn này có hai xe phải ngon hơn rồi Dũng ạ. Lan can ạ. Pháo tín 1 kìa, đang được săn đôi ngựa. Vâng, anh Bảo vẫn đang muốn dùng cái cây trên mặt. Vì em bán cao số. Thôi, tôi xin được mình tìm. Chết rồi. Vâng, đưa phá vào rồi. Ô, vừa rồi em thích cái nước pháo bình 6 hơn. Nước này cũng được, đã định pháo 3 tiến 1 để bắt cây pháo của Củ Hành. Củ Hành đang bị mắc kẹt ở Hà rồi. Xe pháo quá hay dành cho anh Bảo luôn, mặc dù kém hẳn một xe. Khả năng đưa Củ Hành sẽ phải thí con pháo giả đấm lên hai nước, hy vọng đó là con tốt thì mới cứu được pháo. Nhưng lúc đấy thì anh Bảo vẫn sẽ tiến pháo lên, đuổi xe thôi. Nhưng tấn pháo giả 2, nên nhớ là Củ Hành đang ra 3 tốt rồi nhá. Tấn pháo giả 2 mà không phải là tốt thì là Huỳnh hiểu luôn. Hai sĩ của Củ Hành đã ra ngoài rồi. Nhiều khả năng sẽ là ngựa. Xuất tướng rồi. Để chặt đôi voi. Và đang chặt đôi ngựa luôn đây này. Chặt đôi ngựa và tìm cách đánh cục. Không, bây giờ mình lại kê pháo vào mặt được không? Bên kia vào tướng lại chuyển pháo ra. Kê pháo vào mặt được không? Phải kê rồi anh ạ. Ông định đánh hòa thì ông ăn kèo đấy à? Cái gì anh cũng biết. Sao lại không biết? Đó. Thôi chỗ này hai xe thì mình sợ một tí. Phải kê vào mặt rồi. À, như vậy là thúc chốt, tránh cục. Nó đang, anh Gộp nó đang đón kèo 7-5 1-6, Dũng hiểu không? Cho nên nó rất thích hòa. Thì nó đỡ với kèo này. Đúng rồi chưa? Ông Boy tối mai ông công đài ông Boy nhé, ông đừng có quên nhé. Ông đánh cả ngày ông mệt rồi, tối ông đánh ẩu ấy. Chưa gì đã gạ anh Tuân. May là bo cái công đài ấy. Wow, thêm một con pháo nữa. Hơi phức tạp rồi. Em vẫn thích cái nước kê pháo sang mặt hơn anh ạ. Có là hòa thì cũng được, chứ thêm một pháo này nó hơi căng. Và như vậy vẫn quyết tâm đuổi xe. Ủa, bây giờ nguy hiểm quá. Bây giờ sợ xe lại chặt vào ngựa ấy. Xe 4 lại tấn 1. Ok anh Lạc Bùi ạ. Ồ, đánh này thì lại hay này. Đánh này vẫn chặt pháo được. Ôi lắm cây nhỉ. Wow. Chuẩn bị có pha giải tán đám đông chăng? Phập rồi. Em chỉ sợ là Hoàng Củ Hành chém ngựa luôn đấy anh ạ. Ừ, hay. Chém luôn từ cái lúc nãy. Bây giờ chém này. Nếu ăn xe. Cao chưa? Buộc phải ăn xe rồi cũng cục. Bây giờ phải chấp nhận mất đáy rồi anh ạ. Không, đáy cục này à? Không, ăn xe. Mà ăn xe rồi. xe. Củ Hành cái xử lý ghê đấy. Tưởng là hay nước xe bồn tầng 1 hơi bị độc. Lúc mà em thích cái nước kê pháo vào hai con xe đấy hơn. Nguy hiểm ra bảo rồi. Chắc là phải phế ngựa rồi. Thúc tốt 5. Ui. Vâng, lên luôn. Liều thế nhỉ. Tượng 5 tấn 3 thì tấn 7 là chết cả pháo đấy. Hôm nào Tuân manh động lên kênh anh cho vui. Tuân không, mà anh bảo anh đang cao, anh ra xe bây giờ anh. Nghiêm cấm dùng từ to là ăn còn hình hít đấy ông nhé. Anh bảo anh ấy, con pháo đi hơi quá đà. Anh bảo anh chỉnh cây cũng nhanh đấy. Cũng làm một tay kinh nghiệm nữa. Đấy, còn ngựa lại mọc vào con ngựa. Hết cơn sóng này đến cơn sóng khác. Nhưng vẫn chưa sao. Ui rồi. Nhưng vẫn có thể ra xe anh nhá. Một trong hai con tượng. Nào ra xe là lại trở về vạch xuất phát nhá. Đánh tiếp. Tượng 7 tới 5. Tạm được, tạm được, tạm được. Ui nó đánh cục. Ôi rồi rồi. Tử Long dễ hỏng rồi anh em ạ. Khả năng chọn nhầm 4 tượng thôi anh ạ. Tử Long dễ hỏng. Chọn nhầm niềm văn minh rồi. Con pháo ra đúng nhưng mà lại sai thời điểm anh. Ok, sâu không gặp mã siêu à? Hay hay, được được. Mã sâu không đồng ý không? À, giờ quay ra là con tốt vẫn cứu anh nhá. Ừ. Và đấy, chưa sao. Rồi. Bôi cao sẽ khỏi. Tí nữa lại đi xe 1 bình 2 là xe vẫn khỏe. Hơi bối rối anh cho. Ok Tuấn, anh sẽ nhắn tin trước. Nhưng mà phải công nhận anh Bảo đỡ cao rồi chứ ạ. Cao. Đỡ cao. Con pháo đúng là ra sai thời điểm anh ạ. Đúng vậy, như em kê pháo vào sau đó thì lên tượng lái là tức là đúng người nhưng mà đất luôn. Đúng người nhưng mà sai thời điểm. Đúng người sai thời điểm. Rồi. Xe 1 bình 2 được chưa anh? Tham khảo, nước cờ tham khảo. Nhưng mà đang bị bây giờ đi này vào 5 bình 6. Và vào 5 bình 6. Chưa sao. Mã nhảy chiều. Ui rồi như em này vẫn sống không? Nhà đi như xe 1 bình 2. Non em thế đi đâu? Ném xuống mà. Đi đâu? Ném xuống thì vẫn còn lên xe được anh. Lên xe mọc đi cục ngay lên xe cái gì nữa. Đúng rồi anh nhỉ. Đi như em cũng thua. Anh Bảo xử lý là cao nhất rồi. Hơi đen. Cao nhưng mà hơi đen đúng không? Hơi đen. Đấy, trong cờ úp thì phải chấp nhận anh. Vẫn có những cái gọi là rủi ro xác suất mà. Vâng, tỷ số bây giờ là 6,5 và 4,5. Nhưng vẫn đang rất mong manh anh nhá. Ok, hôm nào sâu đánh ấy, quay âm thanh của sâu luôn. Có hết. Ui rồi. Đang hỏi lại xem ai đi trước rồi. Ui rồi. Con ném tượng lên thôi. Ẩm âm minh mãn miền lòng biển bòi 3 tầng 5 được không? Cây tre chăm đốt. Cây tre chăm đốt chứ còn gì. Hay đánh thoái 5 cho sành điệu. Không, tầng 5. Đúng là bạn có thể rất giỏi, rất hay nhưng mà vẫn không chưa bao giờ qua được nhà cái. Nhà cái cũng là kinh khủng. Siêu kìa, siêu thì ok ngay mà. Là xuống rồi. Liệu có cần tre không anh? Không, không phải có gạ bạn ạ. Kèo này kèo vào sông hách. Mình ghi rất rõ ở cái chữ chạy ở dưới. Chưa có xe. Phải có xe. Chưa biết được à anh Hồ Tình ạ. À? Anh ấy cao lắm. Vâng, em vẫn nghĩ là em vẫn nghĩ là có cửa ở trong ván đấu này. Thằng này là một trong những thằng quách tỉnh nhất của kênh đấy Huynh ạ. À. Ui dồi, nó lại ra xe. Cái gì thế này? Dạ mà kinh khủng. Xích con ngựa này lại. Cô mày xích. Cuối tuần được đấy Tuần ạ, à. Cuối tuần đẹp đấy. Chiều chủ nhật đi. Chiều chủ nhật là đẹp đấy. Tôi bật được hết. Ông siêu ạ, à, ông hơi bị nhầm. Tôi bật được hết. Sợ là mình không phát được cam âm thanh ở bàn cờ à, lên được hết à. Sở tiêu điếu cái mà. Lên ngựa khẩn trương anh ơi. Ôi ôi. Bây giờ đi đâu bây giờ? Vai rồi. Cả. Bỏ pháo giả lên tượng là xe. Lên tượng là lại xe. Giữ pháo giả. Cả kinh khủng. Thế rồi anh nhá. Con ngựa hai à con ngựa giả quỳ lên 4 ra xe. Giải quyết hết vấn đề về gầu luôn. Vĩnh biệt gầu. Được, anh làm được hết, các con ốt, anh làm được hết. Âm thanh là trường quay có chứ. Rình rinh luôn. Và, nếu em thích nhá, anh ngồi anh hát cùng sậu không luôn. Cho nó bạo. Riêng ông cho người cho ông hút thuốc thoải mái luôn. Tôi để tôi hút cùng. Khán giả ai khó tính tôi bảo là tại thì sâu không. Vẫn được, vẫn ổn. Vì yêu em anh vững vàng tay lại. Vì thương mẹ anh nhẹ nhẹ chân ga. Anh bảo vẫn đỡ được. Cả. Lý Quy. Ui dồi. Chiếc yêu phong Nguyệt Đạo. Và con mã này coi như bỏ. Đây rồi ôi. Cái cần nhất là nước cờ này. Khi cần thanh niên có. Khi khó có thanh niên. Và thanh niên này tên Giàng A Bảo. Thanh niên này hơi bị đẹp dài. Ui, mỗi tội là anh Bảo quên mất là mình phải vật trước rồi mình mới ra xe. Đúng rồi. Bảo quên. À gạ. Ông Sâu không lo thì tôi cầm điện thoại tôi quay chéo thì ông hút thoải mái. Vút. Xe có căn không sợ. Ôi cũng phải ăn được con sĩ. Con sĩ này nguy hiểm ra phết đấy. Về à? Mũi lé. Xong né sang bên này anh ơi. Bên này có sĩ trông có vẻ vững vàng hơn. Bên kia họ lại họ không đấu. Họ ngựa không đấu họ lại rẽ vào. Có vẻ khổ không anh? Phức tạp. À, né hẳn sang bên này luôn. Ăn phập rồi. Như vậy là xe pháo đánh với xe pháo. Ngựa này thì coi như cụ đi thong thả rồi. Nãy giờ Hoàng ra cây trông hoảng hốt thế mà cuối cùng ông Bảo đỡ đánh đi đâu anh nhỉ? Ông Bảo nhiều ra. Có ấn tượng đỡ được. Quan trọng xe phá. Đi bộ rồi anh em, đi bộ rồi. Đi bộ. Chặt cái cô tốt là được không? Cứu được ngựa. Chặt tốt nào anh nhỉ? Chặt cô tốt đang định ăn ngựa này. Chứ cứu ngựa mà chết pháo con ngựa vẫn đứng chết ở đấy. Thì để con pháo sống còn hơn anh. Bây giờ mình ngựa nó khỏe. Lao ấn tượng này mình quấy này. Thôi ăn. Thôi giải tán đám đông. Như vậy là không đụng được vào tốt. Tì cửu được chưa? Ui ra con sĩ thì có phải hay không? Vẫn là khó khăn Hà Bảo. Không như có khi được ra được con ngựa sớm hơn đấy anh nhỉ. À ui hai ngựa ra đồng rồi, hai xe ra đồng rồi, như vậy chỉ còn pháo thôi. Ui rồi xong rồi. Giác của Hoành là đông mà chỗ này đánh trung lộ đủ thua rồi. Không đỡ được. Nghiệt nhỉ. Thua. Khả năng là chiến thắng sẽ thuộc về Lê Văn Hành anh em ạ. Chắc là vẫn phải rẽ tốt vào rồi anh ơi. Đừng để pháo cướp mặt. Anh ơi đừng mở nữa. Nhà mình còn gì đâu. Thua. Cái con này này mà mở là tốt nhân thì may ra được cơ hội. Mở được con pháo thì không thể đợi. Hoặc phải ra được con ngựa nhanh hơn anh ạ. Hòa là ông đấy chưa? Ván này Hành là thắng là 7,5, 4,5 là ông nhịn đấy. Ông trả 100.000 à? Đúng một điểm đấy. Sao ông học tôi cứ lại 100 thì mai nghiên cứu con lô. Súng thì phải chơi với súng. Thế thì tạm được này. Nhưng mà bên kia còn ngựa anh ạ. Mà không biết ở đâu thôi. Còn sĩ quan trọng là sĩ kia là khỏe. Có đây là pháo bình năm. Sĩ được khỏe. Chào Trần Trọng Đã. Chào anh em. Ôi trời ơi. Thôi phát này là nhát súng cuối cùng rồi anh em ạ. Phát súng cuối cùng không thể đỡ được. Nó gọi là phát súng nhân đạo luôn. Và như vậy chúc mừng Lê Văn Hành đã giành chiến thắng và nhận được món quà 5 triệu đồng. Và anh Bảo dù thua cũng có 2 triệu đồng. Cảm ơn nhà tài trợ Mr. Người Yêu Cờ Úp. Cảm ơn tất cả các anh em đã tặng quà cho Thăng Long Kỳ Đạo. Cảm ơn mọi người. Bye bye ạ. Cảm ơn các bạn và cảm ơn tất cả các anh ạ.